Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Tả liễn đạo chủ dò hỏi, ngươi là có hay không có cái gì chỗ đặc biệt? Hứa ứng nói, ta tu luyện nhân quả đại đạo rõ ràng các loại nhân quả vận thế. Ta hỗn độn đại đạo, cũng tăng lên tới gần như bất hủ tình trạng. Ta còn tinh thông hồng mông đại đạo. Nói đến đây, hắn thoảng qua có chút đuối lý. Tả liễn đạo chủ hướng dẫn từng bước nói, ngươi tu luyện nhân quả đại đạo, như vậy ngươi cảm thấy, ngươi hẳn là giải quyết như thế nào trận này nhân quả. Hứa ứng nói, vãn bối nhân quả đại đạo, đạo hạnh còn rất thấp, nói chuyện khả năng chưa hẳn chuẩn xác. Ta cảm thấy, cờ chuông phải do người buộc chuông, năm đó nếu là tả đạo chủ phát ra lời thề, muốn dẫn lấy linh giới cao thủ đi giúp người ta, như vậy thì thực hiện lời thề này. Tả liễn đạo chủ á một tiếng, nói, như thế nào thực hiện? Hứa ứng nói, tả đạo chủ mang theo bùi rực, leo lên tiến về hỗn độn hải thuyền, tiến đến phò ước. Tả liễn đạo chủ nao nao, nói chỉ đơn giản như vậy. Hứa ứng nói chỉ đơn giản như vậy. Năm đó thần đồ luân khuất hoàng lập thành thể ước, liền đem đến người mang theo linh giới cao thủ, đi chợ giúp bọn hắn. Hiện tại, linh giới cao thủ chỉ còn lại có người cùng bùi rực chân vương hai người, các ngươi lên thuyền phó ước, hỗn độn thể ước liền sẽ kết thúc. Tả liễn đạo chủ cười ha ha, tóc trắng lắc lư không ngớt. Qua thật lâu, tiếng cười của hắn lúc này mới ngừng, nếu như dạng này liền có thể giải trừ hỗn độn thể ước, chẳng phải là nói năm đó linh giới nhiều cao thủ như vậy, đều chết vô ích hứa ứng thản nhiên nói hỗn độn thể ước đã là như thế tả liên đạo chủ cười lạnh nói năm đó ta không muốn bọn hắn bởi vì ta một câu thể ước liền đi chịu chết lại không nghĩ rằng bọn hắn lại đều chết tại hỗn độn thể ước bên trong bây giờ lại muốn ta phó ước mới có thể trừ khử thể ước hắc hắc lời như vậy bọn hắn đã chết sao mà vô tội hứa ứng thản nhiên nói nhất ẩm nhất chắc hẳn là tiền định bốn phía tóc trắng bay múa vạn đạo sôi trào hứa ứng trưởng tôn thánh hải bùi dực chân vương bọn người riêng phần mình kêu rên chỉ cảm thấy thể nội đại đạo yên lặng không cách nào động đậy ngươi nói là ta hành động tạo thành tử vong của bọn hắn tả liễn đạo chủ sát khí xâm nhiên nói ngươi nói là nếu như năm đó ta không bội ước bọn hắn còn có thể sống sót hứa ứng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ đạo chủ đây cũng không phải là ta nói mà là ngươi nói nhân quả tuần hoàn vốn nên như vậy tả liễn đạo chủ vẫn như cũ đằng đằng sát khí giải thích của ngươi cũng không thể làm ta hài lòng. Chương 1347, Hứa ứng cười nói, đạo chủ, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây người ngoài cuộc, lại có thể có cái gì làm cho đạo chủ hài lòng giải thích. Ta chỉ thấy, bây giờ linh giới, lại không tiên nhân, trở nên cùng đạo chủ chưa thành tiên lúc một dạng. Ta nhìn thấy linh giới người, chỉ có tinh diệu không gì sánh được linh văn, lại không người có thể tu thành trí cao vô thượng đại đạo. Ta nhìn thấy linh giới kỳ tài ngút trời, một đời lại một đời sống uổng thời gian biến thành thi thể, biến thành hoang thổ. Ta còn chứng kiến tả đạo chủ năm đó muốn sáng lập thịnh thế, phảng phất chưa từng tồn tại, tả đạo chủ năm đó muốn người bảo vệ, cũng đều đã tử vong. Ta lại tới đây, nhìn thấy chỉ là một cái bảo thủ lão nhân, cũng không tiếp tục là hang hái tả liễn đạo chủ. Hứa ứng thở dài, nói, đạo chủ còn muốn để linh giới hoang phế bao lâu. Hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sau một lúc lâu, áp lực đột nhiên tiêu tán, tả liễn đạo chủ xoay người lại, trực diện hứa ứng. Hắn mặc dù tóc trắng xóa, nhưng khuôn mặt lại cũng không trông có vẻ già, chỉ là hốc mắt hãm sâu, hiển nhiên thời gian dài tinh thần dày vỏ bố trí. Người xác nhận, chỉ cần chúng ta rời đi, hỗn độn thể ước liền sẽ giải trừ. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào hứa ứng đôi mắt bên trên. Hứa ứng trong lòng máy động, bên tai lại truyền tới chuông lớn thanh âm, lo lắng nói, ứng tử, tuyệt đối không nên xác nhận. Hỗn độn hải nước rất sâu, người lung tung đáp ứng, tương lai tất nhiên sẽ có nhân quả báo ứng hứa ứng quả quyết nói ta xác nhận tả liên đạo chủ nói người như thế nào xác nhận hứa ứng nói ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo các ngươi sau khi đi ta liền cái thứ nhất độ thiên kiếp ta vượt qua thiên kiếp về sau không có bị gạt bỏ thành hỗn độn chi khí nói rõ thệ ước giải trừ nếu như thệ ước chưa giải ta tự nhiên thân tử đạo tiêu không còn tồn tại tả liên đạo chủ phun ra một ngụm chọc khí khẩu khí này phun ra hắn tóc trắng bắt đầu co vào rất nhanh khôi phục như thường hắn vươn người đứng dậy trầm giọng nói được ta tin ngươi một lần hứa ứng cũng đứng dậy cười nói năm đó ta tại tam giới là lừng lẫy nổi danh đại tiến nhân không ai không biết không người không hay ta nói tất làm làm tất được tả đạo chủ cứ yên tâm đi bùi dược chân vương nhịn không được nói đạo chủ hắn không phải hỗn độn chủ đệ tử không có khả năng thay hỗn độn chủ làm chủ huống chi hắn muốn chúng ta tiến vào hỗn độn hải còn không có chuyện cho chúng ta. Ta có thuyền, hứa ứng mỉm cười, nói, rất nhiều rất nhiều thuyền, có thể cam đoan các người ở trong thuyền sẽ không nhận hỗn độn hải quấy nhiễu. Bùi rực chân vương nghe vậy, cũng không nhịn được có chút chần chờ, chẳng lẽ hắn thật là hỗn độn chủ đệ tử. Nếu không, làm sao lại chuẩn bị đến như vậy thỏa đáng, ngay cả thuyền đều chuẩn bị xong. Tả liễn đạo chủ nói, có thể mang theo hỗn độn chủ lạc ấn chuông đến đây, liền đại biểu lấy hỗn độn chủ thái độ. Ta tin hắn, Bùi Dược Chân Vương không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ, trong hỗn độn, nhất định có một cỗ ý chí lớn lao quấy nhiễu linh giới vận hành. Hứa ứng đề nghị, hai vị trước khi chuẩn bị đi, phải chăng có thể đem hai vị sở học sở mộ đạo pháp truyền thụ xuống, lưu cho linh giới con dân, tạo phúc hậu nhân. Bùi Dược Chân Vương cười lạnh nói, là ngươi muốn học, đúng hay không? Hứa ứng cười nói, ta lúc đầu cùng các ngươi những chuyện này không quan hệ, lại bị liên lụy trong đó, cho nên là hai vị truyền thừa tuyệt học, cũng hợp tình hợp lý. Tả liễn đạo chủ nói, đạo của ta đã truyền. Hứa ứng ngơ ngẩn, lập tức quay đầu hướng trưởng tôn Thánh Hải nhìn lại, đỏ mắt đến có thể dỉ máu, run giọng nói, đại, đại sư huynh, tả đạo chủ đem hắn đạo Pháp, truyền cho ngươi rồi. Trường tôn Thánh Hải trên mặt cười yếu ớt, nhẹ gật đầu. Hứa ứng lộ ra vẻ ước ao, hướng tả liễn đạo chủ nói, tả đạo chủ, nếu như, ta nói là nếu như, truyền nhân của ngươi chết mất đằng sau, ngươi là có hay không sẽ lại tìm một cái truyền nhân. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, phảng phất chỉ cần tả liễn đạo chủ gật đầu, hắn liền sẽ lập tức xử lý trưởng tôn Thánh Hải, tự mình làm tả liễn đạo chủ truyền nhân. Tả liễn đạo chủ nói, sẽ, nhưng là ta sẽ trước diệt trừ người giết chết đệ tử ta kia. Hứa ứng bỏ đi cái chủ ý này, hướng trưởng tôn Thánh Hải quang tới đố kỵ ánh mắt. Hứa đạo hiếu, ta hồng mông đại đạo cũng có thể tương truyền. Bùi rực chân vương nói, tả liễn đạo chủ lắc đầu nói, bùi rực, không cần. Ta đã đem hồng mông đại đạo truyền cho trưởng tôn Thánh Hải, tiết kiệm một chút thời gian, chúng ta nên lên đường. Bùi rực chân vương chậm rãi gật đầu, hướng hứa ứng quăng tới ái náy ánh mắt. Hứa ứng ghen ghét dữ dội, hận không thể bóp lấy trường tôn thánh hải cổ, giống nắm chim cốc cổ một dạng, đem hắn lấy được công pháp hết thảy gạt ra. Trường tôn thánh hải sắc mặt nghiêm nghị nói, ân sư yên tâm, các ngươi sau khi đi, đệ tử sẽ lưu tại linh giới, thay mặt ân sư truyền đạo thụ nghiệp, thẳng đến linh giới hưng thịnh. Tả liễn đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, hướng hứa ứng nói, đạo hiếu, xin mời hứa ứng đưa tay tương thỉnh, nói, xin mời. Mọi người đi tới thiên ngoại, hứa ứng mang tới một chiếc thúy nham lâu thuyền, nói tuy nham có thể bước lui hỗn độn chi khí, bảo vệ an nguy của các ngươi. Thuyền này không có bất kỳ cái gì lạc ấn, đợi cho trong hỗn độn hải, chiếc thuyền này hẳn là sẽ đem các ngươi mang đi các ngươi hẳn là đi phương hướng. Tả liễn đạo chủ cùng bùi rực chân vương leo lên lâu thuyền, hứa ứng phất tay, nói, hai vị, bảo trọng. Tả liễn đạo chủ đứng ở trên thuyền, hướng trưởng tôn thánh hải truyền âm nói, coi chừng bên cạnh người hứa ứng này, tư chất ngộ tính của hắn, so người cũng không kém. Trưởng tôn thánh hải yên lặng gật đầu, tả liễn đạo chủ nói, hứa đạo hiếu, ta dù chưa tương truyền, nhưng linh giới tài phú còn ở trong linh giới, người nếu là có thể đạt được, không thể so với thánh hải đoạt được kém. Hứa ứng ngơ ngẩn, đang muốn hỏi thăm, tả liễn đạo chủ đã thôi động lâu thuyền đi xa. Hứa ứng đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất ở chân trời, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng trưởng tôn thánh hải nói đại sư huynh thật muốn lưu tại linh giới trưởng tôn thánh hải cười nói chỉ là tạm thời lưu tại linh giới mà thôi đợi cho giới này đi đến quỹ đạo ta tự sẽ trở lại bỉ ngạn ngươi đây bây giờ tất cả trên lâu thuyền lạc ấn đều bị hủy đi ngươi đã không cách nào trở lại bỉ ngạn hứa ứng mỉm cười nói ta còn có một chiếc lâu thuyền bị ta giấu ở trong thời gian ta có thể tùy thời rời đi ngươi nói nếu như ta mang theo mấy chục chiếc thúy nham lâu thuyền trở lại bỉ ngạn Đồng thời trên những lâu thuyền này khắc vẽ lấy linh văn, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Trưởng Tôn Thánh Hải Tâm Thần Đại Chấn, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói, ngươi sẽ không như thế làm. Hứa ứng sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu là bị ngạn xuống tay với tam giới, ta nhất định sẽ làm như thế. Hơn 10 ngày về sau, Thúy Nham lâu thuyền đi vào linh giới biên giới, chậm rãi tiến vào Hỗn Độn Hải. Chiếc thuyền này không có lạc ấn, nhưng mà ở trong Hỗn Độn Hải lại đột nhiên hơi chấn động một chút, bị một cỗ lực lượng kỳ dị lôi kéo hướng một cái không biết tên phương vị chạy tới. Trên thuyền hai người liếc nhau, đồng thời thầm nghĩ, hắn quả thật là hỗn độn chủ lựa chọn truyền nhân. Thúy Nham lâu thuyền lái vào hỗn độn hải một khắc này, hứa ứng toàn thân nhân quả đạo lực gần như sôi trào, nhân quả tu vi thẳng tắp tăng lên, trong khoảnh khắc liền xông phá hắn chân áp. Tuyệt thế thiên kiếp, ngay tại hình thành, chương 1348, đại đạo cơ duyên. Nhân quả có tốt có xấu, có thiện nhân thiện quả, cũng có ác nhân ác quả hứa ứng lần này hóa giải tả liễn đạo chủ khúc mắc để hắn đi ra đạo cảnh không còn tránh né chủ động ứng thể tương đương với đem khốn nhiễu toàn bộ linh giới 28 triệu năm không có khả năng phi thăng bệnh tật chữa trị từ đó về sau linh giới tu sĩ liền đều có thể đột kiếp có hy vọng phi thăng đạt tới đại tự tại tu thành đại thành tựu lúc trước không ngừng lùi lại đạo pháp cũng đã mất đi giam cầm đạo pháp tất nhiên không ngừng kéo lên đây cũng là thiện nhân thiện quả mà phần này thiện nhân thiện quả rơi ở trên thân hứa ứng liền để hắn tại nhân quả đại đạo tu vi tạo nghệ thẳng tắp tăng lên. Hắn nhân quả tu vi, thẳng đến đạo cảnh thất trọng mà đi, đồng thời thuận lợi đột phá đến đạo cảnh thất trọng, trùng kích đệ bát trọng. Phần này thiện nhân thiện quả lực lượng thực sự quá lớn, lật ngược hắn đối với kiếp vận chân áp, dẫn đến thiên kiếp bộc phát. Hứa ứng đỉnh đầu chưa từng xuất hiện kiếp vân, mà là lôi trạch trực tiếp xuất hiện, lôi đình đại đạo đạo lực cao độ ngưng tụ, hình thành sơn hà đầm lầy long phượng các loại dị tượng, giờ phút này một phát hướng hứa ứng vào tới trận thiên kiếp này đối với những người khác tới nói tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiếp nhưng đối với hứa ứng bực này tại võ đạo thái nhất các loại đại đạo bên trên tu luyện tới gần như bất hủ tồn tại tới nói chỉ là bình thường hứa ứng nhìn lên lôi trạch đột nhiên thân hình lóe lên tiến vào lôi trạch bên trong lôi đình đại đạo hình thành các loại dị tượng bộc phát uy năng hướng hắn vào tới hứa ứng sừng sững bất động thể nghiệm lôi trạch uy lực nhưng gặp các loại dị tượng rơi vào trên người hắn liền biến mất không thấy cũng là bị hắn hấp thu biến thành năng lượng trong cơ thể cũng không lâu lắm lôi trạch bên trong đừng nói long phượng liền ngay cả hoa cỏ cây cối đều trở nên lơ lỏng rất nhiều thủy thế cũng biến thành thanh thiền sau một chốc thiên kiếp rốt cục hành quân lặng lẽ cơ hồ bị hút khô lôi trạch cũng từ tán đi trong linh giới không có tiên giới tự nhiên cũng không có phi thăng hào quang nơi này nhân tiên hỗn hợp tiên nhân phàm nhân thường thường ở tại trong cùng một thế giới lúc này hứa ứng chỉ cảm thấy tự thân nhân quả đạo lực lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc trùng kích đến đạo cảnh bát trọng, lần thứ nhất nhân quả chứng đạo. Hắn nhân quả đại đạo lạc ấn tại trong động uyên, hình thành chứng đạo động uyên, đồng thời nhân sâm quả thụ bên trên nở hoa kết trái, hình thành nhân quả đại la thiên. Không chỉ có như vậy, nhân quả đại đạo thậm chí thẳng đến đạo cảnh cửu trọng bất hủ cảnh mà đi. Nếu như trùng kích đến bất hủ cảnh, chính là lần thứ hai chứng đạo, đại đạo đẳng thân, thân giữ đạo đồng. Đây là có chuyện gì? hứa ứng trong lòng giật mình vội vàng hướng nhân quả kim luân nhìn lại chỉ gặp nhân quả kim luân đem toàn bộ linh giới đông đảo chúng sinh nhân quả đặt vào trong luân các loại nhân quả toàn bộ khống chế từ tả liễn đạo chủ bùi dực chân vương sau khi đi linh giới liền không còn có tiên nhân trước đó tất cả tiên nhân hết thải hóa thành hỗn độn chi khí đưa về hỗn độn hải hứa ứng độ khiếp ngược lại trở thành linh giới tiên nhân thứ nhất biến thành linh giới tiên tổ phần nhân quả này quan hệ đến mỗi một cái người linh giới tương đương với gieo xuống lớn lao thiện nhân, đâu chỉ với hắn hóa giải hỗn độn thể ngôn nhân quả, đối với hắn tu vi cùng đạo hạnh tăng lên, tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Ta có thể đi nhân quả thành đạo, nhưng không cần thiết, nhân quả đại đạo tuy mạch, nhưng không đủ để bao quát thái nhất, hỗn độn, hồng mông. Hứa ứng phát giác được nhân quả đại đạo tăng lên điên cuồng, rất có lần thứ hai chứng đạo xu thế, lúc này điều vận pháp lực, đem nhân quả đại đạo chân áp xuống, miễn cho tu thành bất hủ cảnh. Chúc mừng sư đệ! trường tôn thánh hải tiến lên, chúc mừng, hứa ứng hoàn lễ, cười nói, sư huynh, ta chỉ là chiếm linh giới một cái tiên tổ tên tuổi, mà ngươi còn có đạo tổ tên tuổi. Ngươi có cơ duyên này, nhân quả chứng đạo, sắp tới đều có thể. Hắn hiện tại đối với nhân quả đại đạo lý giải đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, một chút nhìn ra trường tôn thánh hải còn gánh vác đạo tổ trách nhiệm, tương lai tất có thể trên nhân quả chi đạo có bất phàm thành tựu. Trường tôn thánh hải cười nói, bất quá, ta trên nhân quả đại đạo, từ đầu đến cuối chậm sư đệ một bước hứa ứng mỉm cười nói sư huynh bây giờ tiên duyên đã khôi phục người có thể truyền đạo trường tôn thánh hải dò hỏi sư đệ muốn chia sẻ đạo tổ nhân quả a à? hứa ứng lắc đầu hiện tại hắn tại nhân quả đại đạo bên trên tạo nghệ đã đạt tới có khả năng đạt tới cực hạn coi như cùng trường tôn thánh hải đặt xong song đạo tổ cũng không có khả năng đem nhân quả đại đạo lại đề thăng một bước hai người phân biệt chuông lớn nói a à, ứng Người thật sự định đem linh văn khắc vẽ đến trên thuyền mang theo những lâu thuyền này trở lại Bỉ Ngạn. Nếu là làm như vậy, hẳn là một trận diệt thế đại kiếp, nhưng chỉ sợ đối với Bất Hủ, đại đạo chủ không có hiệu quả lớn lắm. Bất Hủ đại đạo đẳng thân, có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nhất định có biện pháp tránh đi. Đại đạo chủ đại đạo vô cấu, linh văn đối với nó vô hiệu. Chuông lớn nói, linh văn diệt tuyệt người Bỉ Ngạn, đối với Bỉ Ngạn Bất Hủ cùng đại đạo chủ tới nói cũng không quan hệ đau khổ. Bọn hắn từ trong đại thiên vũ trụ lựa chọn càng nhiều người di dân tới là đủ nhưng là linh văn rơi vào bỉ ngạn trong tay chỉ sợ nguy hại lớn hơn hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu nói nếu là bỉ ngạn không quá phận ta cũng sẽ không vận dụng linh văn diệt thế bất quá ta sẽ trước đem linh văn truyền đến tam giới đi chuông lớn nói ngươi mang theo linh văn đi vào tam giới dạy dỗ người đầu tiên hắn vận dụng linh văn thần thông lúc chính là diệt thế bắt đầu hứa ứng nghĩ nghĩ cảnh tượng này vận dụng linh văn thần thông lúc đạo hôi bộc phát đem tam giới tất cả tu sĩ hết thải hóa thành cho tàn thật sự là tráng quan hứa ứng cười nói bất quá ta phổ biến linh văn sẽ không bá đạo như vậy người đại khái có thể yên tâm hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ta hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng tả liên đạo chủ trước khi đi lời nói biết hắn nói cơ duyên ở đâu trung gia kiếm gia chúng ta đi tìm phần cơ duyên này qua không lâu hứa ứng trở lại thái vi cung lại lần nữa đem thái vi cung tế lên thái vi cung chủ nhân mặc dù đã chết nhưng là pháp bảo của hắn thái vi cung lại nội tàng sáu loại linh văn cái này sáu loại linh văn chính là hắn suốt đời đạo hạnh vị cường giả này khi còn sống tất nhiên là bất hủ đỉnh phong đem linh văn thôi diễn đến sáu loại đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu hứa ứng đem sáu loại linh văn chép lại lập tức rời đi thái vi cung đi vào ngọc tú sơn ngọc tú sơn thẳng tắp đứng vững cao vào trong mây hứa ứng thôi động pháp lực lập tức ngọc tú sơn ngọn núi rung động không ngừng vỡ vụn lộ ra bên trong vàng óng ánh phát bảo như là một cây cây cột màu vàng hứa ứng kích phát bảo vật này nghiên cứu trong đó linh văn bảy loại linh văn cũng là một vị bất hủ hắn đem bảy loại linh văn ghi lại quay người rời đi trung gia khó hiểu nói a ứng bực này bất hủ chi bảo uy lực kinh người chúng ta không lấy sao thái vi cũng có thể lưu cho du huyên nhưng căn này kim bổng là vật vô chủ hứa ứng lắc đầu cười nói nơi này bảo vật là người linh giới bảo vật cùng ta có liên can gì Huống hồ ta đã lấy chân quý nhất linh văn, không cần lại đi đoạt bảo. Đem những bảo vật này lưu cho linh giới hậu nhân càng tốt hơn. Chuông lớn rất là không hiểu, có đôi khi hứa ứng vì một kiện pháp bảo, không tiếc hết thảy nguy hiểm không tiếc đắc tội hết thảy cao nhân, cũng muốn đem tới tay. Nhưng có đôi khi, rõ ràng vô cùng chân quý pháp bảo đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng nhìn như không thấy. Tả Liên đạo chủ cùng Bùi Dực chân vương đáp lấy Thúy Nham lâu thuyền, mặc cho chiếc thuyền này ở trong hỗn độn hải phiêu lưu đột nhiên phía trước gợn sóng chợt hiện, trong lúc mơ hồ, một chiếc thuyền khác ánh vào tầm mắt của bọn họ. Bùi rực Chân Vương trong lòng run lên, vội vàng nói, "Tả đạo chủ ngươi nhìn phía trước chiếc thuyền kia, giống hay không chiếc kia đã từng tới chúng ta linh giới thuyền?" Tả Liên đạo chủ ánh mắt rơi vào trên chiếc thuyền kia, tha cho hắn linh giới đại đạo ở tại, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần đại chấn, một loại hoang đường cảm giác của quái sông lên đầu. Phía trước chiếc thuyền kia, chính là 28 triệu năm trước thiếu niên thân đồ luân điều động sứ giả cưỡi thuyền hắn còn nhớ rõ, trên thuyền có một vị mình đầy thương thích người trẻ tuổi, hướng hắn dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy, cầu hắn nghĩ cách cứu viện tộc nhân, đối kháng đạo minh. Tả liễn đạo chủ thanh âm có chút khàn khàn, nói chúng ta phụ cận nhìn xem. Bùi rực chân vương nói, 28 triệu năm qua đi, người trẻ tuổi kia cũng đã chết đi rất lâu. Chiếc thuyền này cũng không phải là thúy nham chế tạo lâu thuyền, chỉ là đại thần thông giả dùng hết tâm lực luyện chế pháp bảo, loại pháp bảo này nội uẩn hỗn độn đại đạo, có thể ở trong hỗn độn hải kiên trì thật lâu, nhưng là trên thuyền người trẻ tuổi kia tu vi lại không phải như thế nào cường hoành, bởi vậy hắn kết luận người trẻ tuổi này hẳn là chết đi rất lâu. Thúy Nham Lâu thuyền đuổi về phía trước, đi vào chiếc thuyền kia bên cạnh. Đầu thuyền, người trẻ tuổi kia một mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người, đột nhiên lại kinh vừa vui, hướng hai người bái nói, Tả đạo chủ nói lời giữ lời, là chúng ta đại ân nhân. Chương 1349, Tả Liên đạo chủ cùng Bùi Dực cũng là một mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn. Người hẳn là đã sớm chết mất này, thế mà đang yên đang lành đứng ở trên thuyền, 28 triệu năm tuế nguyệt, phản phất chưa bao giờ ở trên người hắn trôi qua qua. Lãnh thúc dương, người tiến vào hỗn độn hải bao lâu? Tả liễn đạo chủ nhịn không được hỏi, ta mới vừa tiến vào hỗn độn hải, đang định chạy trở về, cùng tộc nhân cùng tồn vong. Người tuổi trẻ kia nước nở nói, ta vốn cho là không cách nào bàn giao, không nghĩ tới hai vị hay là đuổi theo. Tả liễn đạo chủ ngơ ngác đứng ở đầu thuyền, đối với lãnh thúc dương tới nói, hắn mới vừa tiến vào hỗn độn hải, tả liễn đạo chủ bọn người liền đuổi theo, mà đối với tả liễn tới nói cũng đã đi qua 28 triệu năm. Hắn kinh lịch tuế nguyệt, chỉ là hắn kinh lịch tuế nguyệt, hỗn độn hải cũng không kinh lịch đồng dạng tuế nguyệt. Ha 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 ha, tả liễn đạo chủ cười ha hả cười cười, ngồi xổm ở đầu thuyền gào khóc. Bùi dược chân vương nhìn thấy như vậy màu sắc sặc sỡ một màn, cũng có một loại hoang đường cảm giác. 28 triệu năm qua, chết bao nhiêu linh giới cao thủ, vòng bao nhiêu mút trời anh tài hoang phế bao nhiêu thời gian không nghĩ tới đối với hỗn độn hải tới nói vẻn vẹn chỉ là trước một khắc chỉ thế thôi hứa ứng đi vào vân an thành bên trong trong thành có một tòa giếng cổ chẳng biết lúc nào chỗ đào mọi người sớm thành thói quen miệng giếng này nước giếng ngọt ngào hắn đi vào bên cạnh giếng đem giếng cổ này tế lên lập tức giếng cổ bay lên không trong giếng quán thông thời không vô số trận pháp tương liên tráng lệ phi phàm có thể thu lấy vạn vật luyện hóa vạn vật qua mấy ngày, hứa ứng đem giếng cổ vẫn như cũ đặt ở nguyên địa, rời đi Vân An, đi vào Đại Lương, đem Đại Lương một tòa cổ tháp tế lên. Cổ tháp phát ra ngập trời uy lực, đầy trời hào quang, chấn kinh Đại Lương đám người. Đằng sau một đoạn thời gian một kiện lại một kiện uy năng khủng bố đạo lực thâm trầm pháp bảo bị hứa ứng tìm được. Mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, bên cạnh bọn họ dãy núi, trường hà, đám mây trên trời, trong thành kiến trúc, trên núi cung điện, trong miếu chuông, trong cung đình, vậy mà lại là uy lực mạnh mẽ vô biên pháp bảo. Những pháp bảo này đều là tại hỗn độn thể ước bên trong chết vì tai nạn đến cao thủ lưu lại bảo vật, bọn hắn dù chết, nhưng bọn hắn đạo pháp còn lạc ấn tại trong những pháp bảo này. Sự thành tựu của bọn hắn, hóa thành trong những pháp bảo này mỗi loại linh văn. Hứa ứng tìm được những pháp bảo này, sao chép linh văn. Đây chính là tả liễn đạo chủ đề điểm cơ duyên của hắn chỗ. Đến từ thời đại cổ lão cường giả, bọn hắn luyện bảo chỗ vận dụng linh văn hoặc nhiều hoặc ít, nhiều có trên dưới 100 loại, thiếu đến chỉ có 2-3 loại. Những linh văn này cực kỳ cao đẳng, nội tàng huyền cơ, là bọn hắn suốt đời sở học sở mộ. Hứa ứng tìm kiếm những linh văn này, chính mình tầm mắt kiến thức cũng đang dần dần cất cao, mới biết tả liễn đạo chủ đối với mình chỉ điểm không thể coi thường. Trong bất chi bất giác đi qua mấy năm, hứa ứng tìm khắp thúy hư đại lục, lại tiến về linh tê, linh phóng các loại đại lục, tìm kiếm các loại pháp bảo, siêu tập bất hủ cảnh các loại linh văn. Những linh văn này cấu tạo không giống nhau, mỗi một loại linh văn đều là bất hủ giả đối với đạo lĩnh ngộ, khi hứa ứng tụ tập hơn ngàn loại linh văn đặt chung một chỗ, quan sát những linh văn này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi là những này người linh giới trí tuệ mà sợ hãi thán phục. Để hắn thất vọng là, hắn tìm được tất cả pháp bảo, ít nhất cũng có được hai loại linh văn, không có một loại linh văn pháp bảo. Cũng không phải là linh giới không thể tu thành một loại linh văn người, mà là tu thành một loại linh văn tồn tại, đều đã chứng đạo đại đạo chủ cảnh. Hứa ứng nội tâm thản nhiên, những linh văn này đã giảm bớt đi hắn rất nhiều suy luận thôi diễn quá trình, hắn có thể tại những linh văn này trên cơ sở, sửa cố thành mới, sớm ngày chỉnh lý ra bản thân duy nhất linh văn. Bây giờ, cũng là cần phải trở về, hứa ứng động trở lại quê hương chi ý, không phải muốn về bỉ ngạn, mà là về tam giới. Huống hồ, hắn cũng muốn trở về một chuyến, đem chính mình học được linh văn, cùng bỉ ngạn chân pháp, truyền thụ cho tam giới đám người. Hắn động ý nghĩ này, liền càng mãnh liệt, thế là trở lại Thái Vi Cung gọi đến đệ tử Du Huyên. Du Huyên chủ đạo chính ma chi chiến sớm đã kết thúc, hắn đã là tiên nhân, mặc dù không phải tiên nhân thứ nhất, nhưng là tiên nhân thứ hai, thanh danh cực kỳ vang dội. Hứa ứng động viên hắn một phen, nói, vi sư có thể truyền cho ngươi, đều đã dốc túi tương thụ, tương lai nếu là có thành, không nên quên vi sư dạy bảo. Du Huyên lễ bái, nói, sư tôn tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Hứa ứng cười nói, tương lai, vi sư có thể sẽ sai người đến đây, gọi ngươi xuất chiến, ngươi không cần thiết chối từ. Du Huyên vội vàng nói, đệ tử nguyện ý lập xuống lời thề. Hứa ứng khoát tay, cười nói, không cần, ngươi đến cũng tại ngươi, không đến vậy tại ngươi, ta sẽ không dùng hỗn độn thể ước trói buộc ngươi. Hắn đem chính mình siêu tập các loại linh văn, cho Du Huyên lưu lại một phần, đứng dậy rời đi. Trường Tôn Thánh Hải ngay tại Thúy Hư Đại Lục Thiên Âm Cốc truyền đạo, hứa ứng đến đây gặp hắn đã thấy bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử, cho hắn trợ thủ, giúp hắn truyền đạo thế nhân hứa ứng trong lòng kinh ngạc, trưởng tôn thánh hải nói, vị này là Doãn Nhiêu cô nương, âm dương đại đạo quân đệ tử. Doãn Nhiêu chào, cười nói ta phụng sư mệnh, lần này đến linh giới là vì bắt đi hứa sư huynh mà tới. Bất quá ta đến linh giới, mới phát hiện sư tôn theo đuổi đại đạo chủ cảnh, tại linh giới đúng là đơn giản như vậy. Linh giới đại đạo chủ cảnh, chỉ là linh văn hệ thống tu luyện mà thôi, tu thành duy nhất linh văn, liền có thể trở thành đạo chủ. Ta biết được việc này, liền tuyệt bắt hứa sư huynh tâm tư hứa ứng khen, duẫn sư tỷ có đại trí tuệ, sư tỷ, ta sẽ trở về bỉ ngạn, sư tỷ phải trang muốn đồng hành. doãn nhiêu nhìn trường tôn thánh hải một chút, lắc đầu nói, ta không trở về bỉ ngạn. hứa ứng giật mình, doãn nhiêu cười nói, hồi bỉ ngạn chỉ là tiếp tục tại âm dương đại đạo quân môn hạ làm một người đệ tử, tất cả tài nguyên bị đại đạo quân chỗ khống chế, mà linh giới bách phế đại hưng đang có vô hạn khả năng, ta ở chỗ này tu hành có thể trở thành nhị đạo tổ tương lai cũng có thể thẳng chứng đạo chủ. Cần gì phải về bỉ ngạn, ăn nhờ ở đậu, hứa ứng cũng không miễn cưỡng, nói ta sẽ trở về bỉ ngạn, lần này đến hướng hai vị trào từ giã. Thánh Hải sư huynh, người không tiến đưa ta, trường tôn Thánh Hải trần chờ một chút, nhìn về phía thiên âm cốc những cái kia còn đang chờ đợi chính mình giảng đạo đám người. Doãn nhiều minh bạch tâm ý của hắn, nói ta ở chỗ này tiếp tục giảng đạo, sư huynh cứ việc đi. Trường tôn Thánh Hải thế là đứng dậy, cười nói, hứa sư đệ, ta đưa tiễn ngươi. Hứa ứng vui vẻ, hai người đi lại hư không, đi đến thiên ngoại, hứa ứng đem chính mình đi vào linh giới lúc thu lấy tiền điện thả lại lôi trạch bên trong. Trường tôn Thánh Hải nhìn xem hắn làm xong những này, nghi ngờ nói, hứa sư đệ, ngươi không có thu lấy bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có mang theo bất kỳ pháp bảo nào rời đi linh giới. Đây là vì gì? Hứa ứng thản nhiên nói, lúc ta tới chống chân, lúc đi chống chân, cần gì phải vì chính mình tăng thêm nhân quả, trường tôn thánh hải nói người nhân quả đại đạo cảnh giới đã cao thâm khó lường hứa ứng khuyên nhủ nói sư huynh nữ nhân sẽ chỉ vướng bận người đem doãn nhiều lưu tại bên cạnh ngươi ta sợ sẽ chậm chế ngươi tu hành vạn nhất tương lai người đánh không lại ta chẳng phải là ta trở thành đại sư huynh trường tôn thánh hải ngôn từ nhất thiết nói sư đệ khuyên nhủ chính là ta cùng doãn sư muội nhất định sẽ không phát sinh cái gì hứa ứng hớn hở nói sư huynh nếu là không có nắm chắc có thể đem doãn sư muội đánh cho bất tỉnh, đặt ở ta trên thuyền, ta đem nàng mang đi, người an tâm tu luyện. Trường Tôn Thánh Hải tha thiết đưa tiến, sao dám làm phiền sư đệ, chậm trễ sư đệ tu hành. Sư đệ mau mau lên đường, chương 1350, trở về quê cũ. Hứa ưng rất muốn tại trước khi đi cùng trường Tôn Thánh Hải đọ sức một hai, nhưng biết mình hay là đánh không lại, thế là tùy tiện leo lên một chiếc thúy nham lâu thuyền, cùng trường Tôn Thánh Hải phất tay từ biệt. Sư đệ, người không muốn biết, giữa ngươi và ta còn có bao lớn tranh lệch. Trường Tôn Thánh Hải dò hỏi, không muốn, hứa ứng quả quyết cự tuyệt, thôi động thúy nham lâu thuyền, thẳng rời đi. Trường Tôn Thánh Hải đến chỗ này, liền đạt được tả liễn đạo chủ lọt mắt xanh, truyền thụ các loại đạo pháp. Tả liễn đạo chủ lại là người cùng khuất hoàng, thân đồ luân luận đạo, sao chép rất nhiều loại cao đẳng đại đạo. Đại sư huynh đạt được hắn chân truyền, thực lực tu vi tăng lên chi cự, viễn siêu tại ta. Hứa ứng đối với kết quả của trận chiến này lòng dạ biết rõ, hắn đi vào linh giới về sau, chỉ là đem nhân quả đại đạo tu luyện tới gần như bất hủ trình độ, đạo pháp khác tăng lên không lớn. Nhưng trưởng tôn thánh hải chỉ sợ đem tả liễn đạo chủ các loại đại đạo, đều tu luyện một lần. Đại sư huynh thiên phú lại cao, muốn vượt qua hắn cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may hắn đã đáp ứng tả liễn đạo chủ, muốn thay mặt tả liễn truyền đạo, sẽ bị trì hoãn thời gian mấy năm. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, cái kia doãn nhiêu, lại là cái nữ tử tuyệt sắc, người lại cực kỳ xuất chúng làm bạn ở bên cạnh hắn, hắn tất nhiên tâm viên ý mã, chỉ hoãn tu hành. Mà ta trong khoảng thời gian này, chuyên tâm tu luyện, từ những linh văn kia bên trong lĩnh mộ ra duy nhất phủ văn, ta liền có thể siêu việt hắn. Hắn đem dọc đường từng tòa thúy nham lâu thuyền thu hồi, qua hơn tháng thời gian, đi vào vũ trụ biên thùy. Hứa ứng tế lên chính mình lần thứ nhất lúc ra biển chiếc kia thúy nham lâu thuyền, đem vừa rồi thuyền thu hồi, đi thuyền tiến vào hỗn độn hải. Lâu thuyền vừa mới lái vào hỗn độn hải, lập tức hỗn độn chi khí bốn phương tám hướng vào tới, chỉ còn lại có Thúy Nham lâu thuyền bốn phía một chút không gian. Hứa ứng sừng sững ở đầu thuyền, nhớ lại lúc trước bọn hắn hơn vạn tên người khai hoang, cưỡi từng chiếc Thúy Nham lâu thuyền lái vào hỗn độn hải tình hình, phảng phất giống như hôm qua. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ còn sống sót ba người, hắn cẩn thận cảm ứng bị ngạn xa la thụ, xác định tam giới tại hỗn độn hải phương vị, thuận cảm ứng chạy tới. Tam giới, tiên đế hứa tĩnh bên trên thôi tảo chiều, bãi chiều sau liền tới đến ngự thư phòng phê duyệt các nơi tấu đúng vào lúc này hắn chỉ cảm thấy trong ngự thư phòng thêm ra một người nói tố anh ngươi đã đến người tới giúp ta nhìn xem ứng nhi người tới đi đến phòng trong tiền đế hứa tĩnh rốt cục thấy rõ người tới không khỏi vừa mừng vừa sợ đem tấu trương vứt qua một bên vọt ra một tay lấy người tới ôm lấy ứng nhi thật là ngươi ngươi ra ngoài hơn một trăm năm ta một mực lo lắng ngươi chết ở bên ngoài hứa ứng trên mặt dáng tươi cười Ôm phụ thân vỗ vỗ đầu vai của hắn. Qua không lâu, hai cha con đi gặp Lan Tố Anh, Lan Tố Anh mừng rỡ, phụ tử mẹ con tự có rất nói nhiều muốn nói. Từ hứa ứng rời đi, đã qua hơn 140 năm, hắn ở trong hỗn độn hải du lịch, tại bỉ ngạn khổ tu, hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua. Giờ phút này trở về, bỗng nhiên tỉnh táo, nguyên lai đã qua đã lâu như vậy. Hắn đi vào Thiên Đạo Tổ Đình, thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm vị kia giai nhân nguyên vị ương tựa như cùng hắn rời đi bộ dáng, chưa bao giờ thay đổi. Hứa ứng đi ra phía trước, trong nội tâm dâng lên vạn bàn nhu tình. Hứa sư đệ đến đây, cũng không tới trước gặp tổ thần. Thiên sư huynh hướng tổ thần oán giận nói. Tổ thần cười nói, thiên vương lão tử, nơi nào có cô vợ trẻ trọng yếu. Điều này cũng đúng, thiên sư huynh nói, tổ thần liếc nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy hắn sau đầu mọc ra phản cốt. Hứa ứng cùng nguyên vị ương đã có hơn 100 năm không thấy, giữa hai người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm, trong đó Mỹ Diệu không đủ là ngoại nhân nói vậy. Nửa năm sau, hứa ứng lúc này mới tỉnh lại, ta sau khi trở về, còn chưa tới kịp bái kiến tổ thần. Hắn cuống quyết đi gặp tổ thần, bái kiến tổ thần về sau, lại nhớ lại đi gặp một lần ngoan thất cùng yêu đế Kim Bất Di, nhưng mà chuông lớn sớm tại nửa năm trước liền chạy tới gặp ngoan thất cùng Kim Bất Di. Hai người nhìn thấy hắn, không ít đoán trách, hứa ứng tiếp ngày xưa bằng hữu lại đi gặp Thánh Tôn, phế vật Thanh Huyền, Lâu Minh Ngọc bọn người, sau đó lại đi một chuyến thiên tiên giới, viễn tổ Đại Long, Minh Đạo Đế, Minh Tuân Đế cùng Minh Mạn Đế nhìn thấy hắn, riêng phần mình vui vẻ không gì sánh được. Hứa ứng lại đi gặp Tiểu Thiên Tôn, vui sướng, hao thiên đạo nhân bọn người, sau đó lại đi nhân gian giới, gặp chính mình hai vị đệ tử, cảnh Minh Lão Táng cùng Minh Vương Tôn. Hắn đi vào nguyên giới di tích, cùng người vị nguyên giới trưởng lão gặp gỡ, nói một câu mình tại bỉ ngạn kiến thức, lại đang đại đạo chủ đạo tông nguyên nhục thân phía trước một nén nhang, viết xuống một cái linh văn. Làm xong những này, hứa ứng lại trở lại thiên đạo tổ đình, cùng nguyên vị ương tiếp tục anh anh em em. Qua mấy ngày, đạo tông nguyên một sợi ý thức hóa thành chu tề vân bộ dáng chạy đến, gặp qua hứa ứng, tiếp lấy cũng không lâu lắm, viễn tổ, thánh tôn, phế vật thanh huyền, minh đạo đế, minh tuân đế, lâu minh ngọc mấy người cũng nhao nhao chạy đến. Tam giới thế lực tối cường, đều tụ tập ở đây. Cho đến ngày nay, trong tam giới trí tôn cảnh tồn tại đã nhiều đến ngàn người, nhưng mà bất hủ giả hay là không nhiều, trừ thiên tiên giới viễn tổ, minh đạo đế, minh tuân đế, địa tiên giới thánh tôn cùng phế vật thanh huyền, đã tu thành bất hủ, cho dù là lâu minh ngọc cùng nguyên vị ương, khoảng cách bất hủ cảnh cũng còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Về phần nhân gian giới tự nhiên so địa tiên giới còn có điều không bằng. Nguyên vị ương ánh mắt một mực rơi vào đạo tông nguyên biến thành chu tề vân trên thân, nháy mắt mấy cái. Đạo tông nguyên lơ đánh, nói, hứa đạo hiếu nếu người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta có thể tiến vào chính đề. Hứa ứng xưng phải, nói, bất quá, ta loại đạo văn này liên quan trọng đại, cực kỳ hung hiểm, nếu như trực tiếp lộ ra, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ người ta, đều sẽ hóa thành đạo hôi. Ta trước lấy đạo ngữ tới giảng thuật một lần, chư vị cẩn thận lắng nghe. Đám người nghe vậy, trong lòng riêng phần mình kinh ngạc. Lần này hứa ứng mời bọn hắn đến đây, nói là có chuyện quan trọng thương lược, bọn hắn vốn cho là hứa ứng bỉ ngạn lấy được rất nhiều chân truyền, muốn truyền cho hắn bọn họ, không nghĩ tới hứa ứng nói cũng không phải là việc này. Chẳng lẽ còn có cái gì so bỉ ngạn chân truyền còn trọng yếu hơn? Hứa ứng mở miệng, tụng niệm đạo ngữ, mỗi chữ mỗi câu, tốc độ cực kỳ chậm chạp, e sợ cho đám người không cách nào nghe rõ. Hắn chậm rãi niệm tụng, đem hắn siêu tập đến cao thâm linh văn, dùng đạo ngữ nói một lần lại một lần, không ngừng lặp lại. Qua thật lâu, hứa ứng nói, chư vị ghi tạc đáy lòng rồi hả? đám người nhao nhao gật đầu, hứa ứng đang muốn lộ ra linh văn, đột nhiên thấy được thiên sư huynh cùng tổ thần, lập tức tỉnh ngộ, nói, sư huynh, tổ thần, hai người các ngươi ra ngoài. Tổ thần giận tím mặt, quát, vừa mới chúng ta cũng nghe, cũng nhớ kỹ, dựa vào cái gì để cho ta ra ngoài. Hứa ứng cười nói, ta là vì tổ thần an nguy suy nghĩ, lo lắng tổ thần học không được đạo ngữ này, không cách nào ứng đối biến hóa. Tổ thần dựng dâu trừng mắt, ta tinh thông tứ giới thiên đạo, sẽ không biết được ứng đối biến hóa hứa ứng lắc đầu nói vì người an toàn nghĩ người hay là ra ngoài thì tốt hơn tổ thần hầm hầm rời đi hứa ứng thở phào một cái đợi cho tổ thần cùng thiên sư huynh rời đi thiên đạo tổ đình hướng đạo tông nguyên đạo đạo huynh còn xin giúp ta một chút sức lực nếu là có cái gì náo động còn xin đạo huynh xuất thủ đạo tông nguyên cười nói lẽ ra hành sự cẩn thận hứa ứng lúc này mới thôi động thần thức trên không trung vẽ ra đạo thứ nhất linh văn linh văn này vừa ra lập tức trên bầu trời đạo hôi tràn ngập tích bụi thành tuyết bay tung bay dương, rơi xuống. Hứa ứng lập tức trầm giọng nói, chư vị, nhớ kỹ ta vừa mới dạy các người đạo ngữ A. chương 1351, đám người tỉnh ngộ, đem Linh Văn cùng đạo ngữ so sánh, lập tức minh ngộ Linh Văn đủ loại ảo diệu. Nhưng mà bọn hắn đối mặt Linh Văn xâm lấn, hay là cảm giác được cực kỳ cố hết sức, không ít người trong miệng mũi phun ra đạo hôi. Bọn hắn bên tai truyền đến bén nhọn đạo khóc, là đại đạo mục nát phát ra thanh âm, đạo tông nguyên nhẹ nhàng mở ra bàn tay từ từ nói mọi loại đại đạo trăm sông đổ về một biển hắn lời vừa nói ra đám người thể nội không ngừng bị linh văn thay thế đại đạo lập tức bình tĩnh trở lại chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu xuyên qua tự thân tất cả đại đạo để linh văn đạo văn long văn phù văn không còn xung đột hứa ứng thấy thế không khỏi tán thưởng đại đạo chủ cao minh thầm nghĩ ta võ đạo còn khiếm khuyết chút hỏa hầu nếu như võ đạo có thể nhất thống thái nhất hỗn độn hồng mông luân hồi các loại đại đạo, gặp lại linh văn dạng này cao đẳng đại đạo cơ cấu, liền không cần lo lắng đạo khóc. Đúng lúc này, trên bầu trời hay là đạo hôi chi tuyết bay là tả, rơi không ngừng, hứa ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tổ thần mặt xuất hiện tại thiên đạo tổ đình trên màn trời, hiển nhiên cũng nhìn thấy đạo linh văn kia. Đạo huynh, hứa ứng lập tức nhìn hướng đạo tông nguyên, đạo tông nguyên nhẹ nhàng nâng tay, tổ thần từ trên trời giáng xuống, ngã xuống, rơi vào bên cạnh hắn, lập tức đạo hôi hóa ngừng. Hứa Ứng nộ Trừng Tổ thần một chút, hướng mọi người nói, đây cũng là ta từ linh giới vũ trụ lấy được linh văn, một loại so bỉ ngạn lý văn cao thâm hơn một bậc hoa văn đại đạo. Dùng linh văn để diễn tả đại đạo, trước phồn sau giản, đợi tu luyện tới bất hủ cảnh viên mãn hoàn cảnh, lĩnh ngộ ra duy nhất linh văn, liền có thể chứng được đạo chủ vị trí. Mọi người đã kiến thức đến linh văn cường đại cùng đáng sợ, lại nghe được hắn nói như vậy, không khỏi riêng phần mình động dung. Hứa Ứng đem chính mình đoạt được linh văn gạt ra, nói linh văn là một loại thẳng tới đạo chủ cảnh đại đạo cơ cấu sau so công pháp càng hơn một bậc nếu như có thể tại tam giới phổ biến linh văn thế tất có thể tạo nên nhiều vị đại đạo chủ lời vừa nói ra bốn phía một mảnh trầm mặc sau một lúc lâu phế vật thanh huyền nhìn chung quanh một vòng nói ta tam giới văn minh xây dựng ở riêng phần mình đại đạo cơ sở cơ cấu phía trên năm đó lý văn xâm lấn hứa đạo tổ cũng đã nói nếu như toàn diện táng hóa như vậy chúng ta hay là người tam giới sao bây giờ linh văn hoàn toàn chính xác càng cao minh hơn nhưng ta không khỏi có giống nhau nghi vấn nếu như chúng ta toàn diện linh hóa như vậy chúng ta hay là người tam giới sao hắn lời này thanh thanh đạm đạm lại quả thực rung động lòng người để tất cả mọi người lâm vào trầm tư sau một lúc lâu thánh tôn nói toàn diện táng hóa không thể làm toàn diện linh hóa cũng không thể làm lúc trước chúng ta có thể tại táng hóa áp bách dưới diễn tiến đạo văn phù văn cùng long văn bây giờ chưa chắc không có khả năng tại linh hóa áp bách dưới tiếp tục diễn tiến. Không tệ, viễn tổ cười nói, năm đó chúng ta đối mặt Lý Văn Táng hóa xâm lấn, không có chút nào sức chống cự, bị đánh đến đánh tơi bời. Còn có chút người bởi vậy đánh mất đấu trí, toàn diện táng hóa, nhưng về sau chúng ta hay là phát hiện thiên đạo không ngừng vươn lên, tại dưới tuyệt cảnh cầu được sinh cơ, bản thân diễn hóa, cùng bị ngạn Lý Văn chống lại. Bây giờ Linh Văn mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng bất quá là lợi hại hơn Lý Văn mà thôi. Nguyên vị ương nói, ta cảm thấy hẳn là kiêm dung tịnh xúc, vô luận đối đãi Lý Văn hay là Linh Văn, đều không nên cự tuyệt ở ngoài cửa. Chọn nó thiện giả mà từ chi, nó bất thiện người mà đổi chi, chưa chắc không phải một con đường. Đám người lao nhau, nghị luận xôn xao, thảo luận các loại Linh Văn chỗ độc đáo, có những địa phương nào có thể hấp thu có thể diễn tiến. Hứa ứng gặp bọn họ làm cho nhiệt liệt, không khỏi ngạc nhiên, sau một lúc lâu, ngạc nhiên biến thành khâm phục. Ta tại kiến thức đến Linh Văn thời điểm. Trước tiên nghĩ tới là đem những linh văn này mở rộng đến tam giới, để người tam giới học tập trở nên càng cường đại hơn ta quên đi chính mình sơ tâm ngược lại theo đuổi thuần túy lực lượng trong lòng của hắn yên lặng nói mà bọn hắn vẫn còn lưu thủ sơ tâm đến nay chưa quên ta sở dĩ sẽ truy cầu thuần túy lực lượng đại khái là bởi vì tại bỉ ngạn lâu nhiễm lên bỉ ngạn đối với lực lượng theo đuổi mau bệnh hắn nghĩ tới nơi này trong lòng cảnh giác bỉ ngạn đối với lực lượng cực kỳ truy cầu dẫn đến nó thu hoạch nô dịch đại thiên vũ trụ tương lai ắt gặp kiếp nạn nếu như chính mình cũng lâm vào loại này si mê bên trong, chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Hắn nghĩ tới nơi này, cười nói ta tại bỉ ngạn, bái nhập thái nhất đại đạo quân môn hạ, đem thái nhất đại đạo quân cất giữ điển tịch lật xem một lần, góp nhặt rất nhiều lý văn. Nếu là hấp thu các loại hoa văn đại đạo sở trường, không bằng dứt khoát lý văn cũng tham khảo một phen. Hứa ứng tâm niệm vừa động, thần thức phát họa ra rất nhiều dạng nhánh cây lý văn đi ra. Đạo Tông Nguyên gặp tình hình này, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, hứa đạo tổ, ta nguyên giới cũng có một loại hoa văn đại đạo, gọi nguyên văn. Đạo tổ nếu là không để ý, ta có thể cho mẫn bạc, quét đạo tử mấy người cũng đến đây thảo luận. Thêm một người, nhiều một phần lực lượng, hứa ứng nói, năm đó ta cùng mấy vị này lập thành khế ước, không được bước ra nguyên giới di tích, nếu không vi phạm hỗn độn thể ước, ta chỉ sợ các ngươi sẽ gặp kiếp. Đạo Tông Nguyên cười nói, chư vị không bằng đi ta thi thể bên dưới đối thoại, các người ý như thế nào? Đám người nhao nhao hướng hứa ứng xem ra, Hứa ứng mỉm cười nói, nếu như có thể mượn 272 vị bất hủ, cùng đạo chủ lực lượng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đạo Tông Nguyên đứng dậy, nói, mời. Hứa ứng bọn người riêng phần mình đứng dậy, tiến về nhân gian giới nguyên giới di tích. Qua không lâu, đám người liền tại đại đạo chủ thi thể dưới, bao quanh mà ngồi, đem tam giới đạo văn, long văn, phù văn, cùng bỉ ngạn lý văn, linh giới linh văn, nguyên giới nguyên văn, toàn bộ đều bị liệt ra. Không chỉ có như vậy, hứa ứng còn đem các loại đại đạo công pháp liệt ra tại không trung vô số phù văn đạo văn linh văn lý văn như là thác nước chảy xuống biến hóa khó lường hắn chỉ giải mã chính mình sở trường nhất kim luân nhân quả độ ách kinh những công pháp khác tùy ý những người khác lĩnh hội giải mã nguyên giới di tích biến thành một cái luận đạo thánh địa đám người lĩnh hội các loại công pháp tiến hành giải mã tích lũy nội tình sau đó lại thử nghiệm cải tiến phù văn đạo văn cùng long văn thậm chí ngay cả đại đạo chủ đạo tông nguyên ý thức cũng tự mình ra trận tham dự thảo luận. Đám người từ cơ sở cơ cấu trình diễn tiến đạo Pháp thần thông, quên đi thời gian, không biết nhật nguyệt lưu truyền, đợi cho về sau vô luận tam giới hay là nguyên giới đại đạo cơ sở cơ cấu, đều được đề thăng một mảng lớn. Đại đạo mới cơ cấu, hấp thu linh văn duy nhất phù văn ảo diệu, hấp thu lý văn biến hóa ngàn vạn, đồng dạng cũng giữ lại có nguyên văn một bộ phận ảo diệu. Loại đại đạo này hoa văn, không còn chia làm phù văn đạo văn cùng long văn, đem ba cái ảo diệu dung hợp, hay là lấy đạo văn xưng. Đạo văn tu luyện trên đường, cảnh giới càng cao, đạo văn càng là đơn giản, lại có thể tạo thành khác biệt đại đạo. Nó vẫn như cũ rất là đơn sơ, có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương, có rất nhiều chủng đại đạo cần dùng đạo văn mới đến cơ cấu. Nhưng là, nó giống như là một cái tân sinh mầm non, tản ra sinh cơ bừng bừng, có vô hạn khả năng. Trải qua bao lâu, hứa ứng đột nhiên hỏi, đạo Tông Nguyên nói, đi qua 86 năm, hứa ứng sợ hãi, đi qua đã lâu như vậy thái nhất đại đạo quân hơn phân nửa đã xuất quan, ta chỉ cần sớm ngày trở lại bỉ ngạn. chương 1352, tự cao tự đại. Hứa ứng chuẩn bị tốt thúy nham lâu thuyền, lại lần nữa hướng đám người cáo từ. Thánh tôn thản nhiên nói, hứa đạo tổ, đợi cho ta tân đạo văn tu luyện có thành tựu, ta liền sẽ tiến về bỉ ngạn, hy vọng khi đó ngươi đã tu thành bất hủ. Phế vật thanh huyền nói, ta cũng muốn tiến về bỉ ngạn triều thánh, nhìn một chút lịch đại tiên hiền đều hướng tới bỉ ngạn, đến cùng là bộ dáng gì còn có ta, viễn tổ hưng phấn nói, tổ thần trần chờ một chút, nói ta đã không đi, ta đi không có cái gì tác dụng. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, lần này tân đạo văn sáng lập, đám người thực lực tu vi tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều, nhưng duy chỉ có hắn là thiên sinh địa dưỡng thần chỉ, không cách nào giống đám người như thế tu luyện đại đạo, tăng lên bản thân. Năm đó hứa ứng tìm kiếm hồng nguyên hạch tâm, tam giới bổ thiên đằng sau, tam giới vũ trụ không ngừng khuếch trương, đại đạo hoàn chỉnh, tổ thần tu vi cũng càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉ là tam giới khuyết trương cũng không phải là một lần là xong, hắn thực lực mặc dù đang không ngừng tăng lên, nhưng dần dần, thánh tôn, minh đạo đế, phế vật thanh huyền đám người đuổi theo hắn, siêu việt hắn, đồng thời sự tranh lệch này tại càng lúc càng lớn. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói tổ thần ngược lại là có thể tiến về bỉ ngạn, về phần thánh tôn, viễn tổ các ngươi, thực lực còn kém chút hỏa hầu, chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Bỉ Ngạn phổ thông bất hủ cùng so sánh, cùng chân vương còn có một đoạn tranh lệch. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, Thánh Tôn nghi ngờ nói, người nói là tổ thần có thể tại Bỉ Ngạn còn sống, mà chúng ta sống không nổi. Hứa Ưng ấy náy nói, tổ thần đến Bỉ Ngạn về sau, chắc chắn lên như diều gặp gió, thực lực viễn siêu bây giờ. Còn chư vị, chỉ có bị xử lý mệnh, hắn không có hướng đám người giải thích, cười nói, tổ thần, lần này ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Bỉ Ngạn về phần thiên đạo tổ đình, giao cho thiên sư huynh quản lý. Tổ thần cũng là kinh ngạc vạn phần, nghe vậy mừng rỡ trong lòng, ha ha cười nói, ta đi bỉ ngạn nhìn một chút, trước cho các người tìm kiếm đường. Mọi người đều là rất là không phục, tổ thần thực lực hôm nay, đã so với bọn hắn kém không ít, bây giờ lại chỉnh lý ra tân đạo văn, lại thêm hứa ứng mang tới rất nhiều bỉ ngạn công pháp, tu vi thực lực của bọn hắn sẽ chỉ đột nhiên tăng mạnh, càng hơn lúc trước. Tổ thần cùng bọn hắn tranh lệch, cũng sẽ càng lúc càng lớn nhưng mà hứa ứng tình nguyện mang lên tổ thần cũng không muốn mang lên bọn hắn tổ thần trước một bước trở về thiên đạo tổ đình dặn dò thiên sư huynh các loại công việc hứa ứng cũng hướng đạo tông nguyên trào từ giã đạo tông nguyên đưa tiến nói hứa đạo tổ tại bỉ ngạn phải chăng gặp bỉ ngạn đạo chủ gặp nó thần thông không thấy một thân hứa ứng đem bỉ ngạn đạo chủ giết chết huyền hoàng đạo chủ một chuyện nói một phen nói vị này bỉ ngạn đạo chủ tu vi cực kỳ kinh người nó đạo pháp thần thông xa không phải ta có khả năng ước đoán Đạo Tông Nguyên thoảng qua trầm ngâm một chút, nói, xuất thủ vị này đạo chủ, không phải năm đó cùng ta giao thủ bị ngạn đạo chủ. Năm đó cùng ta giao thủ vị kia đạo chủ, đạo hiệu truyền đình. Truyền đình đạo chủ, hứa ứng ghi lại cái danh hiệu này, nói, bị ngạn còn có mấy vị đạo chủ. Đạo Tông Nguyên nói, cái này không biết, năm đó bị ngạn xâm lấn nguyên giới, ta cùng truyền đình đạo chủ một trận chiến, ta tiếc bại một chiêu, tự biết không bằng hắn. Nhưng truyền đình đạo chủ gặp ta lương tựa nguyên giới, lực lượng vô cùng vô tận, biết muốn bắt lại ta, chỉ sợ chính mình cũng sẽ thụ tổn hại, thế là rút đi. Hắn sau khi đi, ta liền đoạn đi bỉ ngạn cùng nguyên giới hết thảy liên hệ, chặt đứt nhân quả, làm cho đối phương không cách nào tìm được nguyên giới. Bỉ ngạn hẳn là có mặt khác đạo chủ, nhưng là có mấy vị, thực lực như thế nào, liền không phải ta có khả năng biết được. Năm đó nguyên giới cùng bỉ ngạn một trận chiến, đối với bỉ ngạn tới nói, chỉ là trùng hợp gặp được một cái vũ trụ, thế là bỉ ngạn truyền đình đạo chủ mang theo một chút bất hủ đến đây chơi đùa nhưng đối với nguyên giới tới nói lại là một trận tai họa ngập đầu nguyên giới tử thương thảm trọng lúc này mới làm cho bỉ ngạn không thể không lui đạo tông nguyên đem hắn đưa đến nguyên giới di tích bên ngoài nói hứa đạo tổ hay là trí tôn cảnh viên mãn vì sao chậm chạp không có đột phá tu thành bất hủ cảnh hứa ứng nói ta trí tôn cảnh mặc dù viên mãn đại đạo lại chưa từng viên mãn đạo tông nguyên tới hào hứng nói hứa đạo tổ không ngại nói một câu không thể nói trước ta có thể là các hạ điểm phá sai lầm Hứa ứng biểu hiện ra chính mình tu hành mấy loại đại đạo, thái nhất, hỗn độn, hồng mông, luân hồi, vô cực, nhân quả cùng võ đạo, nói ta thái nhất, hỗn độn, hồng mông cùng nhân quả, bốn loại đại đạo đều đã tu luyện tới gần như bất hủ trình độ. Nhưng còn có luân hồi, vô cực chưa đột phá. Đạo Tông Nguyên khẽ nhíu mày, nguyên giới mặc dù là một cái cực kỳ thành thục vũ trụ, nhưng trong đó thiên địa đại đạo cũng không luân hồi đại đạo. Còn vô cực đại đạo, mặc dù có, nhưng thực sự khó mà tu luyện hắn cho dù là đại đạo chủ trên vô cực đại đạo cũng có được lực không thể bằng chỗ nếu như hắn tinh thông vô cực đại đạo như vậy năm đó cùng bỉ ngạn truyền đình đạo chủ một trận chiến cũng sẽ không suy tàn muốn tu thành vô cực trước tu ngũ thái đại đạo cái này ngũ thái theo thứ tự là thái dịch đại đạo thái sơ đại đạo thái thủy đại đạo thái tố đại đạo cùng thái cực đại đạo ngũ thái tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới liền có thể ngũ thái hợp nhất tu thành vô cực đại đạo nhưng mà đây cơ hồ không có khả năng hứa ứng tiếp tục nói trừ cái đó ra ta còn có tịch diệt đại đạo kiếp vận đại đạo cùng sát phạt đại đạo chưa đọc lướt qua đạo tông nguyên trầm mặc một lát nói đạo chủ cảnh giới cũng không phải là đại đạo điểm cuối cùng tại đạo chủ phía trên khẳng định còn có cảnh giới hứa ứng kinh ngạc nói đạo huynh dùng cái gì nói chi bởi vì ngươi nói những đại đạo này ta cũng không hiểu đạo tông nguyên thở dài đưa tiếng nói hứa đạo tổ thuận buồm xuôi gió dừng bước hứa ứng hạ thấp người đi thuyền mà đi hắn trở lại thiên đạo tổ đình tổ thần đã thu thập thỏa đáng đeo một cái bao quần áo nhỏ hóa thành thanh niên bộ dáng trải lấy đại bối đầu bóng loáng sáng bóng chuẩn bị cùng hắn đồng hành hứa ứng lại đem thúy nham lâu thuyền vứt xuống cùng nguyên vị ương không biết nơi nào lưu lỏng đi tổ thần tại lâu thuyền vừa chờ nhiều ngày từ đầu đến cuối không thấy bọn hắn trở về hơn phân nửa tại tạo tiểu hài thiên sư huynh nói tổ thần cười nói hứa đạo tổ không phải trầm mê nữ sắc người Nửa năm sau, hứa ứng trở về, hướng tổ thần nói có thể xuất phát. Tổ thần trên dưới dò xét hứa ứng nói, đạo tổ tựa hồ tiêu tụy rất nhiều. Hứa ứng nói, ta những ngày này cùng vị ương cùng một chỗ rèn luyện mặt khác thúy nham lâu thuyền, những lâu thuyền này làm uy hiếp bỉ ngạn bảo vật, không thể không thận trọng. Bởi vậy tiêu tụy một chút, tổ thần đầy cõi lòng thiện ý nhắc nhở, hứa đạo tổ có thể không cần hướng ta cái này lão hủ giải thích. Hai người tới thúy nham lâu thuyền bên trên, thúy nham lâu thuyền nhẹ nhàng dừng lại, liền từ lên đường. Lúc này, trong tinh không bừng sáng, như có diễm diễm thần quang, chiếu sáng nửa cái tinh không thông thấu, ngăn tại lâu thuyền trên con đường phải đi qua. Hứa ứng khống chế lâu thuyền lái đi, đã thấy thần quang đầu nguồn là thánh tôn nguyên dục. Hứa đạo tổ đi xa, ta chuyên tới để đưa tiến. Thánh tôn cười nói, hứa ứng thả chậm lâu thuyền tốc độ, chậm rãi chạy nhanh đến bên cạnh hắn, chỉ gặp thánh tôn ngồi ở trong tinh không, trước mặt một án, còn có rượu ngon món ngon. Thánh tôn đưa tay tương thỉnh, Hứa Ứng cùng tổ thần xuống thuyền, ở trước án ngồi xuống. Chương 1353. Thánh Tôn ân cần khoản đãi, đợi cho Tử Hứng say xưa, Thánh Tôn đè xuống chén rượu, cười nói, Hứa đạo tổ tại bỉ ngạn tu hành hơn 100 năm, nghĩ đến hơn 100 năm này ở giữa, tu vi nhất định thực lực đại tiến. Không biết sau so năm đó như thế nào, Hứa Ứng nghe vậy, liền biết hắn lần này đến thực hiện mục đích, cười nói, ta tuy có tiến thêm, nhưng tất nhiên kém xa Thánh Tôn. Thánh Tôn cả đời thật mạnh muốn chính là hắn câu nói này, nghe vậy cười ha ha, nói, hứa đạo tổ khiêm tốn. Hứa đạo tổ cảm thấy, nếu là ta lấy đạo văn thay thế thân này bản lĩnh, tương lai tiến về bỉ ngạn, có thể hay không địch nổi chân vương. Hứa ứng lắc đầu, nói, hẳn là không địch lại. Thánh tôn cười nói, người không cùng chân vương giao thủ qua, người nói không làm được số. Phạt rượu ba chén, hứa ứng xưng phải, uống ba chén rượu, đợi cho chủ và khách đều vui vẻ, hứa ứng cùng tổ thần leo lên thúy nham lâu thuyền, Thánh Tôn vẫn như cú tha thiết được tiến, nói, đợi ta có thành tựu, liền đi bỉ ngạn tìm ngươi. Hứa ứng nghe vậy, thở dài, nói, Thánh Tôn, ngươi không muốn biết, giữa ngươi và ta có bao nhiêu tranh lệch a? À? Thừa dịp ta còn chưa tiến về bỉ ngạn, ngươi sao không hướng ta xuất thủ, thăm dò ta những ngày này tiến cảnh. Thánh Tôn nghe vậy, cười nói, ngươi rốt cục nhịn không được. Ta cũng đang có ý này. Hắn vươn người đứng dậy, vạn đạo bay múa, chỉ một thoáng trong tinh không tựa như hình thành một mảnh khác biệt đại đạo đạo lực hải dương, vô số đạo cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, đạo quả nhao nhao treo cao. Vô số đạo cảnh hiển hiện, càng là quy mô hùng vĩ. Thánh tôn đại đạo đẳng thân, thân giữ đạo đồng, vừa ra tay, chính là vô thượng thần thông, đem nghìn vạn đạo pháp tập trung vào một thể, hóa thành vỡ nát tinh không một kích. Một kích này, để tổ thần cũng theo đó sợ hãi thán phục, ảm đạm, chỉ cảm thấy thời đại của chính mình đã qua. Nhưng mà sau một khắc, trong lúc bất chợt vạn đạo câu diệt thánh tôn uy lực này vô cùng cường đại thần thông còn chưa đi vào hứa ứng bên người liền đột nhiên sụp đổ tan giã vô số đạo văn đạo liên vỡ nát tan tành đại đạo không còn vạn pháp đều là diệt thánh tôn chỉ cảm thấy chính mình tu chỉ các loại đại đạo hết thảy lâm vào yên lặng các loại thần thông hết thảy không có uy lực hắn hướng hứa ứng nhìn lại liền chỉ cảm thấy trên thuyền hứa ứng như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân sừng sững tại nặng nề vô biên hỗn độn phía dưới nhìn xuống hắn Hứa ứng cũng không ra chiêu, chỉ là bóp một loại ấn pháp, liền đem hắn thần thông hết thảy khắc chế. Thánh tôn trong não trống rỗng, chênh choáng hoàn toàn không có. Hứa ứng tế lên chính mình võ đạo động uyên, trong động uyên một gốc nhân sâm quả thụ càng khỏe mạnh, tán cây xanh um tươi tốt, như là hoa cái, đóng che ngàn vạn tiên sơn. Gốc này nhân sâm quả thụ bên trên, đại đạo đạo quả, có hơn 200, mỗi một loại đạo quả tích chứa đều là một loại đại đạo, mà lại là tu luyện tới trí tôn đỉnh phong đại đạo. Hứa ứng nói, Thánh Tôn, ta tại bỉ ngạn gặp địa tiên chi tổ, hắn nói cho ta biết đạo cảnh đạo thụ, vốn không xung đột, tân đạo cựu đạo, chưa chắc không có khả năng kiêm tu. Người tu luyện đạo quả đạo thụ, là ngụy đạo quả, ngụy đạo thụ, ta tu luyện là chân chính đạo quả, chân chính đạo thụ. Người tu chỉ đại đạo, chỉ là ngươi mô phỏng, ta tu chỉ đại đạo, lại là chân chính đại đạo. Người ta tranh lệch, kỳ thật càng lúc càng lớn, Thánh Tôn ổn định tâm thần, nói, hứa đạo tổ không hổ là hứa đạo tổ, ngươi bây giờ phải chăng có thể địch nổi bỉ ngạn chân vương? hứa ứng lắc đầu nói trước mắt vẫn không được. thánh tôn trầm mặc một lát, quay người rời đi. tổ thần đưa mắt nhìn hắn đi xa, lắc đầu nói hứa đạo tổ, người cho hắn đả kích quá lớn. hứa ứng nói nếu là không hung hăng đả kích, hắn tùy tiện tiến về bỉ ngạn chính là chịu chết. biết hổ thẹn sau đó dũng, ta tin tưởng thánh tôn nhất định có thể đi tới. lâu thuyền tiếp tục tiến lên, không đến bao lâu liền thấy phía trước lại có một áng mây màu chi khí ngăn trở đường đi mây mù lượn lờ bên trong có cự long phủ phục ở trong đó ngủ say hứa ứng khu thuyền tới đến trước mặt cười nói viễn tổ cũng tới đưa ta viễn tổ đại long ngẩng đầu cười lạnh nói ta không phải đến tiễn ngươi mà là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về bỉ ngạn bỉ ngạn diệt ta long tộc phá hủy tam giới hôm nay chính là ta giết vào bỉ ngạn báo thù rửa hận thời điểm hứa ứng dò hỏi ngươi như thế nào báo thù rửa hận Viễn tổ đại long nói: Ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về bỉ ngạn, liền dùng tân đạo văn cùng linh văn hủy diệt bỉ ngạn chúng sinh, phá hủy bọn hắn bất hủ, diệt tuyệt bọn hắn thiên địa đại đạo, để bọn hắn lâm vào đạo hôi bên trong. Hứa ứng nói: Tân đạo văn cùng linh văn hơn phân nửa không làm gì được bỉ ngạn bất hủ. Về phần đạo chủ ứng đối tân đạo văn cùng linh văn càng là không nói chơi, chỉ dựa vào đạo văn cùng linh văn không diệt được bỉ ngạn. Viễn tổ đại long nói: Ta một mực giết cái thoải mái hứa ứng lắc đầu nói bỉ ngạn đám người bị ngươi giết việt bất hủ cùng đạo chủ vẫn như cũ có thể từ chư thiên vạn giới lựa chọn mới mọi người tiến vào bỉ ngạn bỉ ngạn cũng sẽ không bởi vậy hủy diệt muốn chiến thắng bỉ ngạn biện pháp này không được viễn tổ chuyển động trong mắt nói như vậy ta theo ngươi cùng đi không mở ra sát giới là được hứa ứng cười nói ngươi có thể ở trước mặt ta đi ra một chiêu ta liền dẫn ngươi tiến đến viễn tổ nghe vậy gào thét một tiếng lòng ngâm chấn động nhô ra vuốt rồng thi triển ra tất cả đạo lực, hướng hứa ứng chộp tới. Một chảo này bao phủ chỗ, quả nhiên là vô lượng thời không, tất cả nằm trong lòng bàn tay, rất có toàn bộ tam giới vũ trụ tinh không, đều muốn ngã vào nó trong lòng bàn tay tình thế. Nhưng mà một chảo này còn chưa đi vào thúy nham lâu thuyền trước, liền đột nhiên sụp đổ đổ sụp, đạo lực yên lặng, uy năng không còn lúc trước. Viễn tổ ngửa đầu nhìn lại, chợt cảm thấy hứa ứng thân thể không gì sánh được vĩ ngạn, sau lưng phảng phất liền ngay cả tiếp lấy hỗn độn hải, để cho mình bất luận thần thông nào đều hoàn toàn vô dụng. Viễn tổ tu luyện lúc, không hai loại đại đạo, nhưng vẫn như cũ khó mà đột phá hỗn độn. Hứa ứng cười nói, người không thể đi ra một chiêu, có thể lui xuống. Viễn tổ hóa thành đầu rồng thân người lão giả, chỉ vào trên thuyền tổ thần kêu lên, dựa vào cái gì tổ thần lão giả này có thể đi, ta không thể đi. Ta bây giờ có thể đánh 10 cái tổ thần, tổ thần giận tím mặt, lắp bắp nói, lão long, ta coi là chúng ta là nhiều năm lão hữu sinh tử chi giao, người thế mà nói như vậy ta. Hứa ứng cười lạnh nói, tổ thần đến bỉ ngạn, còn mạnh mẽ hơn người gấp 10 gấp trăm lần, xa so với người hữu dụng. Viễn tổ, người trở về cố gắng tu luyện cho tốt, không nên đánh ý nghĩ xấu. Viễn tổ nổi giận đùng đùng rời đi, đám mây này khí phía sau, chính là minh đạo đế cùng minh tuân đế, gặp tình hình này, tự nhiên càng thêm không dám hướng hứa ứng xuất thủ, vội vàng đi theo viễn tổ xa xa mà đi. Hứa ứng lắc đầu, cười lạnh nói, những này khốn nạn, còn không có bao nhiêu bản sự liền tự đại đứng lên, căn bản không biết bỉ ngạn là bực nào lợi hại. Hắn thôi động lâu thuyền, lái về phía hỗn độn hải, tổ thần trong lòng lo sợ, thầm nghĩ ta đi bỉ ngạn, thật có thể so viễn tổ cái kia lão long cũng cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Hứa ứng tiếp tục lái thuyền tiến lên, đợi đi vào vũ trụ biên thùy, đã thấy phế vật thanh huyền đứng tại xa la thụ dưới. Hứa ứng trong lòng nhịn không được có chút tức giận, nói thánh tôn, viễn tổ, minh đạo đế, minh tuân đế, đều đã thất bại tan tác mà quay trở về, Phế huynh, ngươi lại có gì chỉ giáo? Ta đã từng ăn vô số bỉ ngạn thánh tộc, khi đó tưởng rằng cổ thần, về sau mới biết là người bỉ ngạn. Phế Vật Thanh Huyền nói, hứa ứng nghi ngờ nói, ngươi lại thèm rồi. Phế Vật Thanh Huyền lắc đầu nói, ý của ta là, ta có thể đối phó bọn hắn, không cần lo lắng ta. Ta chỉ ăn qua người bỉ ngạn, còn không có hưởng qua mặt khác phong vị. Chương 1354, Tổ thần quật khởi hứa ứng lặp đi lặp lại dò xét phế vật thanh huyền trầm ngâm một lát nói người đến bỉ ngạn chắc chắn sẽ không giống thánh tôn như thế dã tâm bừng bừng cũng sẽ không giống viễn tổ như thế đằng đằng sát khí bọn hắn không sống nổi nhưng người có thể còn sống sót cũng được người theo ta tiến đến phế vật thanh huyền đại hỉ đi vào trên thuyền thúy nham lâu thuyền chậm rãi lái vào hỗn độn hải hứa ứng nói ta bây giờ là thái nhất đại đạo quân môn hạ đại sư huynh có thể cho ngươi tìm tên tuổi để cho ngươi cũng trở thành thái nhất môn nhân lời như vậy, coi như người phạm tội, cũng không có người dám can đảm trêu chọc ngươi. Phế vật thanh huyền có chút kích động, làm như vậy có thể sao? Hứa ứng cười nói, ta là thái nhất môn hạ đại sư huynh, an bài mấy người không có gì lớn. Đến bỉ ngạn về sau, ta còn định đem ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng cũng an bài tiến đến. Trên lâu thuyền, phế vật thanh huyền cảm ngộ hỗn độn đại đạo, hứa ứng thì tại tinh tế nghiên cứu tân đạo văn. Năm đó tả liễn, khuất hoàng cùng thân đồ luân ba người luận đạo, Dùng trăm năm thời gian, thôi diễn ra linh văn hệ thống, đem linh giới đạo pháp thần thông cất cao đến cho dù là Bỉ Ngạn Lý Văn đều khó mà với tới độ cao. Hứa ứng bọn người số lượng càng nhiều, nhưng là tạo nghệ đạt tới khuất hoàng cùng thân đồ luân cấp độ kia độ cao tồn tại cũng chỉ có đại đạo chủ đạo tông nguyên một người. Bọn hắn chỉ có thể hợp mưu hợp sức, dùng 86 năm thời gian, thấm nhuần các loại hoa văn đại đạo, từ đó khai sáng ra đạo văn mới. Tân đạo văn đến cùng như thế nào, có thể cùng linh văn lý văn so sánh cũng còn chưa biết bất quá tân đạo văn đặt ở linh văn cùng lý văn trước mặt đã sẽ không bị thay thế hứa ứng đem tân đạo văn dần dần thay thế tự thân trước đó đạo văn phù văn chỉ cảm thấy tu vi cũng đang từ từ tăng trưởng đợi cho tất cả đạo văn thay thế hoàn thành lâu thuyền cũng bất chi bất giác ở giữa đi vào bỉ ngạn phụ cận hứa ứng đứng người lên đi vào đầu thuyền nhìn về phía càng ngày càng rõ ràng hỗn độn hải bến đỏ trong lòng yên lặng nói võ đạo chỉ cần nhất thống các loại đại đạo mới có thể hậu thiên nghịch phản tiên thiên, chỉ là cho đến tận này, còn chưa từng đem thái nhất, hỗn độn, hồng mông các loại đại đạo dung nhập võ đạo bên trong. Hiện tại có tân đạo văn, thái nhất hỗn độn các loại đại đạo so trước kia mạnh hơn, chẳng phải là nói càng khó dung nhập. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, hắn võ đạo đã dung nhập nhiều loại đại đạo, cực kỳ lợi hại, trở thành rất nhiều trong động nguyên một cực, nhưng muốn đem thái nhất, hỗn độn các loại động nguyên cũng dung nhập vào võ đạo động nguyên bên trong, nhưng thủy chung hay là kém chút hỏa hầu. Hứa ứng chân chính muốn làm chính là, xác minh một chút võ đạo bực này hậu thiên đại đạo, phải chăng có thể nghịch phản tiên thiên, phải chăng có thể đi ra một loại hậu thiên dung nạp tiên thiên con đường. Phế vật thanh huyền đi vào bên cạnh hắn, đột nhiên hỏi, hứa đạo tổ vì sao mặt ủ mày trao. Hứa ứng đem tự mình tu luyện trên đường gặp được nan để nói một lần, nói ta bây giờ cũng không biết chính mình con đường này, có chính xác không? Cũng không biết võ đạo phải chăng có thể chứa đựng những này tiên thiên đại đạo. Phế vật thanh huyền suy tư một lát, nói hứa đạo tổ người võ đạo dung nhập những này tiên thiên đại đạo hay là võ đạo sao bằng vào ý kiến của ta nó chỉ là có võ đạo tên kỳ thật sớm đã cùng võ đạo không quan hệ hứa ứng nao nao phế vật thanh huyền tiếp tục nói tại người võ đạo động nguyên dung nhập vào thứ nhất tiên thiên đại đạo động nguyên lúc người cũng đã làm đến nghịch phản tiên thiên khi đó người võ đạo liền không còn là võ đạo mà là một loại tên là võ đạo tiên thiên đại đạo người bây giờ tu chỉ loại này tiên thiên đại đạo để nó dung hợp mặt khác các loại đại đạo, làm cho càng ngày càng mạnh. Hắn dừng một chút cười nói, đừng nói ngươi để hắn dung hợp thái nhất hỗn độn, coi như ngươi vẻn vẹn để hắn cùng thái nhất đại đạo hỗn độn đại đạo nổi danh, ngươi cũng đủ để danh dương thiên hạ, ghi tên sử sách. Hứa ứng nghe vậy, trong lòng liền buông xuống một khối khúc mắc, cười nói là ta chấp nhất. Đa tạ phế huynh chỉ điểm, hắn chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, đối với tu luyện như thế nào võ đạo, rốt cục có hoàn toàn chắc chắn. Thúy Nham lâu thuyền chậm rãi lái ra Hỗn Độn Hải, bị Bến Đỏ thủ tướng dẫn dắt thần quang chiếu ở, hướng Bến Đỏ kéo đi. Tổ thần cùng Phế Vật Thanh Huyền lập tức khẩn trương vạn phần, Tổ thần thấp giọng nói, "A ứng, muốn giết người diệt khẩu a." Hứa Ứng nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, "Các ngươi không cần luôn luôn chém chém giết giết, chúng ta có thể không thương tổn người, hay là không cần đả thương người." Lâu thuyền tiến vào Bến Đỏ, Hứa Ứng thôi động Nhân Quả Kim Luân, sửa đổi thủ tướng cùng bọn hắn chiếc lâu thuyền này nhân quả Thẳng từ mấy vị thủ tướng trước mắt chạy qua, không có gặp được bất luận cái gì để ra nghi vấn. Tổ thần cùng phế vật Thanh Huyền riêng phần mình kinh ngạc vạn phần. Thúy Nham Lâu thuyền một đường chạy, không có tiến về đạo kỳ thiên, mà là chạy tới Thiên Cảnh Khư. Thiên Cảnh Khư, bốn phía yên lặng như tờ, đại đạo triều tịch còn tại tiếp tục, thiên cảnh đại đạo thủy triều lên, để thiên địa đại đạo uy lực càng ngày càng mạnh. Thiên cảnh cũng từ phế tích, trở nên càng ngày càng thích hợp sinh tồn. Đã có không ít người bị ngạn di chuyển đến nơi đây ở chỗ này định cư. Phản tặc, tìm tới các ngươi, thiên cảnh chỗ sâu, trong lúc bất chợt một cái không gì sánh được vĩ ngạn cự nhân từ giữa dãy núi từ từ bay lên, vung lên cự trùy, hướng phía dưới đập tới. Mà tại cự trùy kia phía dưới, chính là tu di sơn đỉnh núi, Phật tổ nhục thân rộng rãi, ngồi trên tu di sơn, chư Phật bồng bềnh tại bốn phía, riêng phần mình sau đầu động nguyên xoay tròn, ông ông tác hưởng. Vô thần đạo quân, người năm lần bảy lượt truy sát ta, còn không phải không làm gì được ta. Phật tổ cùng chư Phật đưa tay đối cứng vô thần đạo quân cự trùy, song phương dưới sự va chạm, bốn phía dãy núi đều là chấn, lòng đất vỡ ra, ngàn vạn núi lửa dâng trào phun trào, khói bụi dung nham, thẳng đến bầu trời mà đi. Phật tổ cùng chư Phật đã sớm đem tu di sơn luyện chế thành bảo, lúc này tế lên tu di sơn, lấy tu di là ấn, đổi hướng vô thần. Phật tổ tu vi kém xa vô thần hùng hậu, vô thần thu hoạch đại thiên vũ trụ tu sĩ, có thể nói pháp lực thâm hậu vô biên, liên tục không hết nhưng Phật tổ đi vào bỉ ngạn, mang đến đại tu di sơn ngàn vạn chư Phật, có cái này ngàn vạn chư Phật tương trợ, trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ được. Song phương chém giết, Phật tổ bị áp bách đến không ngừng lùi lại. Mà tại một bên khác, Hồng Tỷ đạo quân đang cùng Địa Tiên chi tổ chém giết, bàn diễm đạo quân thì quyết đấu Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị đạo tổ, còn có Khánh tái đạo quân thì nghênh tiếp Ngọc Hư cùng Thái Ất hai người. Lần này tiến vào thiên cảnh còn không chỉ bọn hắn, còn có mặt khác đạo quân, ngay tại vây công hư hoàng đại đạo quân lần này bị ngạn sở dĩ quy mô xuất động vì chính là đem hư hoàng những phản tạc này tìm ra một mẻ hốt gọn độc chiếm khôi phục thiên cảnh ngay tại đám người tràn ngập nguy hiểm thời khắc đột nhiên thiên cảnh thiên địa đại đạo có dị thường biến hóa để song phương đang giao chiến cũng hơi khẽ giật mình thiên cảnh vũ trụ thiên địa đại đạo khôi phục nguyên bản một mực đều đang thong thả tiến hành dù là đi qua hơn trăm năm cũng chỉ khôi phục một chút vậy mà lúc này thiên đạo khôi phục đột nhiên tăng tốc thiên đạo chi lực càng ngày càng mạnh thời gian dần trôi qua tiếng sấm nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun, dần dần bắt đầu mưa. Phật tổ, phù thần bọn người vẫn tại ra sức chém giết, biến cố đột nhiên tái sinh, thiên đạo chi lực vậy mà ảnh hưởng đến đại đạo khác tốc độ khôi phục, khiến cái này đại đạo tốc độ khôi phục tăng nhiều. Phật tổ, địa tiên chi tổ bọn người tu hành vẫn luôn là thiên cảnh đạo pháp thần thông, cũng là ở trong thiên cảnh chứng đạo, giờ phút này thiên địa đại đạo tăng tốc khôi phục, tu vi thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Phu thần, Khánh tái các loại bì ngạn đạo quân phát giác được cỗ này thiên địa kịch biến, riêng phần mình trong lòng giật mình, bỗng nhiên chỉ thấy thiên địa chấn động, thiên cảnh ở giữa đại đạo chi lực vậy mà giống như là có sinh mệnh cùng ý thức đồng dạng, điên cuồng hướng Phật tổ, Thái ất bọn người thể nội dũng mãnh lao tới, để bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh. Thiên cảnh phát sinh kịch biến, chúng ta đi mau. Vu thần đạo quân không dám thất lễ, bỏ xuống Phật tổ bọn người lập tức bỏ chạy. Phật tổ cùng chư Phật tu là thật lực đại tăng, vừa mừng vừa sợ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có này chỗ tốt, há có thể không thêm vào lợi dụng. Lúc này liền hướng vu thần bọn người truy sát mà đi. Vu thần bọn người liên tục bị thương nặng, không ngừng thua chạy, bị Phật tổ, địa tiên chi tổ bọn người đem bọn hắn tại thiên cảnh thế lực nhổ tận gốc. Đám người chạy ra thiên cảnh, vừa sợ vừa giận, không biết thiên cảnh vì sao phát sinh như vậy kịch biến. Lúc này, chỉ gặp một chiếc thúy nham lâu thuyền cũng từ từ trong thiên cảnh lái ra, vu thần đạo quân định thần nhìn lại, không khỏi nhíu chặt lông mày, như thế nào là tiểu tử này. chương 1355, chiếc thuyền kia chính là hứa ứng thuyền, trên thuyền trừ hứa ứng bên ngoài, còn có một cái nhìn có chút lười biếng nhân tộc người trẻ tuổi. vu thần đạo quân không biết hứa ứng phụng mệnh tiến về tân trụ, trăm năm chưa về một chuyện, bởi vậy nhìn thấy hứa ứng cũng không tính đặc biệt kinh ngạc, thẳng rơi vào hứa ứng trên lâu thuyền, trầm giọng nói, hứa ứng, các ngươi làm sao ở chỗ này? Còn có, tiểu tử này là ai? Hứa ứng nhìn thấy vu thần, không chút nào kinh, cười nói, vị này là sư đệ ta Thanh Huyền, thái nhất lão sư đệ tử mới thu. Phu thần đạo quân chán nản, cười lạnh nói, thái nhất đại đạo quân rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Lung tung thu đồ đệ, ngay cả thu hai cái đồ đệ đều là nhân tộc. Hắn có phải hay không bị hạo dập đoạt xá rồi? Hứa ứng lơ đến, nói chúng ta tới nơi đây, cũng là dự định làm điểm chỗ tốt, tìm một chút pháp bảo công pháp bia đá loại hình, không nghĩ tới liền gặp được thiên đạo khôi phục, cho nên trốn thoát. Vô Thần Đạo Quân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thiên Cảnh Khư, nói các người thế mà có thể còn sống trốn tới thật sự là mệnh cứng rắn. Lần này Thiên Cảnh Khư Thiên Đạo đột nhiên khôi phục, nhất định có ma. Phế Vật Thanh Huyền lườm hứa ứng một chút, hứa ứng một mặt ân cần nhìn lên Vô Thần. Vô Thần Đạo Quân trầm giọng nói, Thiên Cảnh Khư Thiên Đạo khôi phục, Thiên Địa Đại Đạo phảng phất có ý chí đồng dạng, có chút giống là chủ trưởng thiên đạo cổ thần phục sinh. Bất quá, chưa nghe nói qua Thiên Cảnh bên trong có cổ thần. Kỳ quái. Cái này đột nhiên toát ra thiên địa ý chí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi không thông, lại không biết kẻ cầm đầu ngay tại bên người. Hứa Ứng thừa dịp phu thần đám người cùng hư hoàng, Phật tổ bọn người chém giết đứng không, mang theo tổ thần đi vào thiên cảnh khư. Thiên cảnh khư thiên đạo cùng Hắc Ám Nhân Gian thiên đạo có cùng nguồn gốc, Hứa Ứng năm đó ở Hắc Ám Nhân Gian gặp phải xét đánh, lại đang Hắc Ám Nhân Gian độ kiếp, đến mức phi thăng thiên cảnh khư, bị Phật tổ ngăn cản trở về. Mà khi đó Tổ thần cũng tại nhân gian giới, tiến vào hắc ám nhân gian phỏng đoán nơi đó thiên đạo, bởi vậy nắm giữ hắc ám thiên đạo, cũng tức là thiên cảnh khư thiên đạo. Hắn đi vào thiên cảnh khư, tất nhiên là như cá gặp nước, rất nhanh liền đem thiên cảnh khư thiên đạo nắm giữ, trở thành cái này hoàn toàn hoang lương vũ trụ tĩnh mịch thiên đạo chúa tể. Chính là có hắn trợ giúp, Phật tổ bọn người mới có thể chuyển bại thành thắng, đem vô thần bọn người đuổi ra thiên cảnh khư. Vô thần đạo quân nhíu mày, thấp giọng nói, thiên cảnh khư chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Kế sách hiện nay, chỉ có về trước đạo Kỳ Thiên, xin chỉ thị mấy vị đại đạo quân. Lái thuyền, trở về đạo Kỳ Thiên, thiên cảnh khư, tổ thần, quả thật là ngươi, thái thanh đạo nhân đi vào tổ thần bên người, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, đạo huynh, ngươi là thế nào đi vào bỉ ngạn. Ngọc Thanh, Ngọc Hư mấy người cũng nhao nhao chạy đến, nhìn thấy tổ thần không khỏi vui vô cùng, nhao nhao hỏi thăm hắn từ đâu mà tới. Tổ thần một thân tu vi quả thực hùng hồn, đạo lực càng là kinh người, một cái thành thuộc hoàn chỉnh thiên cảnh vũ trụ thiên địa đại đạo, mang cho hắn lớn lao tăng lên. Bây giờ hắn khí tức đã cùng Phật tổ đám người cũng hàng, đây là thiên cảnh thiên đạo chưa triệt để khôi phục. Nếu như triệt để khôi phục, chỉ sợ hắn tu vi càng kinh người hơn. Tổ thần đem hứa ứng đưa chính mình đến đây sự tình nói một lần, mọi người đều là sợ hãi thán phục, nói: "Hứa đạo tổ lại còn còn sống, thật sự là mệnh cứng rắn." Chúng ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết. Tổ thần cười nói, hắn không những không chết, còn về tam giới một chuyến, tại tam giới lưu lại 86 năm, trợ giúp tam giới khai sáng tân đạo văn. Cái này tân đạo văn, hắn cũng xin nhờ ta là các vị mang đến một phần. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn muốn mang theo bỉ ngạn đạo pháp thần thông trở về tam giới, đem những này chân truyền, truyền cho tam giới con dân, nhưng một mực không có cơ hội trở về. Không nghĩ tới hứa ứng vừa tới đến bỉ ngạn không lâu, thế mà liền trở về một chuyến. Tổ thần lấy ra hứa ứng lưu lại tân đạo văn, nói chỉ cần có đại đạo quân ở đây mới có thể mở ra. Hư hoàng đại đạo quân đã tìm đến, trầm giọng nói, đạo huynh cứ việc mở ra, nơi đây có ta. Tổ thần lúc này mới đem hứa ứng lưu lại tân đạo văn triển khai, nói, như thế đại đạo cơ cấu cực kỳ lợi hại, chư vị coi chừng hóa thành đạo hôi. Bất quá, vừa dứt lời, liền gặp đạo hôi bay là tả, vô luận Phật tổ, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Hư, Thái Ất, hay là Điệt Tiên Tri Tổ, tự thân đại đạo đều khó mà đối kháng đạo hôi hóa xu thế. Nhưng cũng may bọn hắn đều là bất hủ cảnh tồn tại, đại đạo đẳng thân, tu vi hùng hậu vô biên, lập tức áp chế đạo hôi hóa, nhường đường hôi hóa tốc độ thật to chậm lại. Hư hoàng đại đạo quân tự mình xuất thủ, chấn áp lại đạo hôi hóa, để đám người không còn bị đạo hôi quấy nhiễu. Đám người lòng còn sợ hãi, cùng nhau nhìn về phía tân đạo văn. Địa tiên tri tổ dò hỏi, đây là hứa đạo tổ thiết kế tân đạo văn cơ cấu. Tổ thần nói, cũng không phải là hắn một người cách làm, còn muốn tăng thêm tam giới cường giả, cùng nguyên giới 272 vị bất hủ, cùng một vị đại đạo chủ ý thức. Đương nhiên, ta cũng cư công thẩm vĩ, đám người chủ động đem câu nói sau cùng loại bỏ, riêng phần mình tâm thần đại chấn. Hư hoàng lẩm bẩm nói, có này tân đạo văn chúng ta cần gì phải lưu tại bỉ ngạn cùng thiên cảnh. Nắm giữ bực này đạo văn, lại thêm chúng ta siêu tập những công pháp kia, đã đủ để cho tam giới quật khởi. Thái thanh, ngọc thanh, ngọc hư các loại đạo tổ trong nội tâm khó đè nén trở lại quê hương suốt ruột chi tình, Hoàn toàn chính xác, có tân đạo văn, lại thêm bọn hắn cái này 600. không năm siêu tập công pháp, trở lại tam giới về sau, tất nhiên có thể cho tam giới đạo pháp thần thông tăng lên rất nhiều. Cùng bị ngạn địa vị ngang nhau, không nói chơi. Về nhà, nhất định phải về nhà. Địa tiên tri tổ thanh âm có chút khàn khàn nói. Đúng lúc này, thiên cảnh bên trong có đạo ánh sáng phun trào, một thiếu niên thân ảnh từ trong đạo quang chậm rãi hướng bên này đi tới. Hư hoàng đại đạo quân bọn người riêng phần mình mừng rỡ cùng nhau nhìn về phía thiếu niên kia. Tại bị ngạn nhiều lần vây quét bên trong, bọn hắn mấy lần suýt nữa toàn quân bị diệt, may mắn có một thanh âm luôn luôn trong bóng tối chỉ điểm bọn hắn, để bọn hắn lần lượt chạy thoát. Hư hoàng vì vậy mà hoài nghi, chỉ điểm bọn hắn chính là một vị thiên cảnh đạo chủ. Chỉ là bọn hắn nhiều lần truy tìm thanh âm kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên, nhưng vô luận bọn hắn làm sao đuổi theo, đều đuổi không kịp. Không nghĩ tới lần này, bọn hắn lần này dự định về nhà, trong tia sáng kia thiếu niên thế mà chủ động hiện thân. Thiếu niên kia môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, trong miệng truyền ra đạo âm. Các vị đạo hiếu, xin cứu cứu thiên cảnh, chương 1356 thông thiên, phu thần đạo quân tỏa trấn trên thúy nham lâu thuyền, thôi động chiếc lâu thuyền này hướng bỉ ngạn tiến đến. Hắn thân thể khôi ngô cao lớn, có cổ thần dị tượng, là huyết thống thuần chính bỉ ngạn thánh tộc, cũng không phải là vũ trụ khác di dân tới thánh tộc mới. Hứa ứng cùng phế vật thanh huyền hai người tại dưới sự áp bách của hắn, không dám có chỗ dị động, vu thần tính tình bạo ngược, hơi không cẩn thận đắc tội hắn, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ chu sát hai người. Thái nhất đại đạo quân có lợi dụng hứa ứng địa phương, cho nên có thể đối với hứa ứng nhường nhịn, thậm chí dung túng hứa ứng, nhưng vu thần cũng sẽ không. Hứa ứng dò hỏi, đạo quân, người lần này trở về đạo kỳ thiên, dự định như thế nào đối phó thiên cảnh khư? vu thần đạo quân liếc nhìn hắn một cái, Nói, ngươi cùng thiên cảnh khư phản tặc đều là đến từ tam giới, ta cho ngươi biết như thế nào đối phó bọn hắn, ngươi liền sẽ lập tức mật báo." Hứa ứng nghiêm mặt nói, "Ta đã bái nhập Thái Nhất Đại Đạo Quân môn hạ, chính là bỉ ngạn người, đối với bỉ ngạn trung thành tuyệt đối. Ta nếu như có mang hai lòng, Thái Nhất Đại Đạo Quân cái thứ nhất không dung ta." Vô Thần đối với hắn lời nói tự nhiên không tin, cười lạnh nói, "Đại Đạo Quân ngu ngốc, đạo chủ cũng không hỏi thế sự, thế mà để đại thiên vũ trụ người cấp thấp đi vào ta bỉ ngạn cầu học." thậm chí hứa bọn hắn trở thành bỉ ngạn thánh tộc. Thật sự là hoang đường, hắn cười ngạo nghễ nói chân chính thánh tộc, chính là ta như vậy, trời sinh một bộ cổ thần thân thể. Đây mới thật sự là cao quý huyết thống, chân chính thánh tộc. Mặt khác cái gọi là thánh tộc mới, đều là người hạ đẳng, chúng ta những này chân chính thánh tộc chỗ khống chế sai sử xúc sinh. Về phần các người người tam giới, ánh mắt của hắn lạnh lùng, rơi vào hứa ứng trên khuôn mặt, nói còn không bằng xúc sinh. Ngươi có thể giấu giếm được Đại Đạo Quân, nhưng không thể gạt được ta. Ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết ngươi cùng hạo dập một dạng, là cái phản tặc." Hứa ứng lắc đầu nói, "Đạo Quân, ta đối với Đại Đạo Quân trung tâm, Nhật Nguyệt chứng giám, ngươi không có chứng cứ rõ ràng, không cần vu oan người." Vu Thần hừ lạnh một tiếng, nói "Ta lần này trở lại Đạo Kỳ Thiên, liền lập tức đem Thiên Cảnh Khư Đình trệ một chuyện, nói cho tứ đại Đạo Quân, lại đến bẩm ba đại Đạo chủ. Mời bọn họ định đoạt, san bằng Thiên Cảnh vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Người coi như biết ta định làm gì, cũng là chuyện vô bổ. Hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, đừng nói tứ đại đạo quân, liền xem như một vị đại đạo quân, tăng thêm nó dưới chướng thế lực đều đủ để quét ngang thiên cảnh khư. Nếu là vô thần thật làm như vậy, như vậy thiên cảnh khư liền cách hủy diệt không xa. Hứa ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên vô thần bỗng nhiên nhún người nhảy lên, thân thể lay động, trở nên không gì sánh được rộng rãi, thể phách so thái dương còn muốn rất nhiều thúy nham lâu thuyền tại bên cạnh hắn tựa như cùng một cái không có ý nghĩa bụi bặm lâu thuyền bốn chỗ truyền đến thời không bắn nổ thanh âm đó là vu thần đạo quân tại hiện ra chân thân lúc đem thời không chen bể tạo thành dung chuyển phế vật thanh huyền ngửa đầu nhìn lại chỉ gặp vu thần đạo quân đã hóa thành vô song cự nhân đầu mọc sừng trâu gần khu dữ tợn gào thét một tiếng lấy tay chộp tới trong hư không không biết từ chỗ nào bay tới một cái cự trùy, vu thần đạo quân hai tay nắm ở chuôi trùy thân thể ngửa ra sau đột nhiên phát lực hung hăng hướng về phía trước ném ra. Hứa đạo tổ, hắn một chiêu này cùng người bất hủ bát pháp thứ thứ nhất, đơn giản giống nhau như đúc. Phế vật thanh huyền sợ hãi than nói, hắn lập tức nhìn ra, hứa ứng tích địa pháp, bắt đầu từ vu thần đạo quân trên thân tìm hiểu ra thần thông. Hứa ứng bằng vào một chiêu tích địa pháp, chiến thắng rất nhiều khó giải quyết kình địch, thần thông có thể nói bá đạo không gì sánh được. Nhưng vu thần đạo quân thi triển ra một chiêu này, mới thật sự là bá đạo, tựa như một tôn khai thiên tích địa cự thần, đem hết thảy hết thảy đánh nát. Lúc này, bọn hắn mới chú ý tới trong tinh không một tòa bảo tháp xoay tròn lấy phi tốc đánh tới, vô số ngôi sao như là sáng lấp lánh cắt bay, quay chung quanh bảo tháp kia bay múa, không ngừng có tinh thần dung nhập vào trong bảo tháp. Tòa bảo tháp này, rõ ràng là dùng vô số ngôi sao là cát, luyện chế mà thành, nó uy thế vậy mà so vô thần cự trùy không kém chút nào. Oanh, tháp cùng trùy va chạm, vô thần đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay hổ khẩu nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, cánh tay ngăn không được run rẩy. Mà tòa bảo tháp kia cũng không dễ chịu, thân tháp bị nện đến nứt ra, tháp bên trên treo bảo châu, lưu ly, li, mã não, phỉ thúy các loại bảo vật cũng bị chấn vỡ không biết bao nhiêu. Thân tháp vỡ ra một chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tháp mỗi một tầng đều quay quanh lấy một đạo tinh hà, cực kỳ tráng lệ. Cùng lúc đó, trong tinh không truyền đến răng rắc một tiếng, chỉ gặp một người hai tay gãy xương, từ trong hư không ngã ra, chính là cùng vu thần nổi danh hồng tỷ đạo quân. Phế vật thanh huyền sắc mặt đột biến, hắn lúc này mới kiến thức đến bỉ ngạn bất hủ giả, thực lực tu vi là bực nào khủng bố. Tam giới bất hủ, tại trước mặt bọn hắn hay là tập tính học theo anh hài, không chịu nổi một kích. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nguyên lai là hồng tỷ ngươi ra súc này, phu thần cười lạnh nói, ngươi cũng dám đến ám toán ta. Hồng tỷ đạo quân không nói một lời, thu hồi vỡ ra chu thiên tụ sa tháp, quay người liền đi, hóa thành một đạo tinh quang đi xa. Phu thần đạo quân đưa mắt nhìn Hồng tỷ đạo quân đi xa, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phun máu phè phè, vội vàng thu nhỏ cổ thần chân thân, ngồi xếp bằng mà ngồi, vận công chữa thương. Sau một lúc lâu, hắn chân áp lại thương thế, khốn hoặc nói, Hồng tỷ bất quá là cái thánh tộc mới, ta thánh tộc nuôi dưỡng ra súc mà thôi, tại sao lại đột nhiên ám toán ta? Đột nhiên sắc mặt hắn đột biến nghĩ rõ ràng trong đó ngọn nguồn, ánh mắt bất thiện quét hứa ứng một chút, thầm nghĩ hứa ứng tiểu tử này biết đại đạo chủ cấp công pháp. Hồng tỷ lần này đến ám toán ta, là vì cướp đoạt tiểu tử này. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên một đóa hỏa diễm đối diện hướng Thúy Nham lâu thuyền bay tới, Vu Thần đạo quân sắc mặt đột biến, khai thiên chi hỏa, bàn diễm đạo quân. Đóa hỏa diễm kia chính là khai thiên tích địa đóa thứ nhất hỏa diễm, hỏa diễm đến từ hỗn độn, có thể thiêu đốt hỗn độn chi khí, diễn hóa thiên địa vạn đạo, quả nhiên là không gì không thiêu cháy. Lửa này cũng không phải là bàn diễm đạo quân luyện, mà là bàn diễm đạo quân tìm được một đóa thần hỏa, dựa vào cái này thần hỏa, hắn có thể đứng hàng đạo quân chi lâm. Đóa này thần hỏa phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, nhiệt độ càng ngày càng cao, Vu thần đạo quân thật dài hấp khí, lại lần nữa thôi động cự truy Nếu nói bản diễm đạo quân chi hỏa là khai thiên chi hỏa, như vậy hắn trùy chính là tích địa chi trùy, trùy pháp phía dưới, bình định địa thủy phong hỏa, dẹp yên hết thảy đại đạo ba động. Hai kiện bảo vật uy năng bộc phát, bình định hết thảy. Cùng một thời gian bản diễm đạo quân thân hình đột nhiên xuất hiện trên thúy nham lâu thuyền, lấy tay chính là cửu long thần hỏa tuôn ra, hóa thành một cái cự đại cái lồng, đem hứa ứng cùng phế vật thanh huyền móc ngược tại cái lồng dưới. Bàn diễm đạo quân nhấc lên cái lồng, hứa ứng cùng phế vật thanh huyền tựa như cùng cá trậu chim lồng, bị hắn mang theo, đứng dậy liền đi. Bàn diễm, người đi được rơi a à. Phu thần đạo quân cười lạnh, một quyền oanh đến, hắn đại đạo đẳng thân, không cần cái gì tinh xảo thần thông, tự thân bất kỳ một cái nào bộ vị đánh ra, bất kỳ một cái nào suy nghĩ giãn ra, đều là đại đạo thần thông, bá đạo đến thực điểm. Bàn diễm đạo quân đưa tay đón đỡ, bị chấn động đến phía sau quần áo bạo liệt, trong lòng giật mình, vu thần tên này, thực lực cao minh như vậy. Vu thần đánh tới, quyền cước tăng theo cấp số cộng, bàn diễm đạo quân bị chấn động đến quần áo trên người nhao nhao phá toái, một tay khác dẫn theo cửu long cháo cũng từ bộc một tiếng nổ tung. Bàn diễm đạo quân biết chuyện không thể làm, phi thân lui lại, cười lạnh nói, vu thần, người muốn nuốt một mình đạo chủ cấp công pháp, thật sự là nằm mơ coi chừng độc chiếm không thành, phản thụ nó hại. Vu thần không có truy kích, ánh mắt hướng hứa ứng quét tới, sát khí xâm nhiên. Hứa ứng sắc mặt như thường, nói, đạo quân, bọn hắn ngấp nghé huyền hoàng đạo giới kinh, bởi vậy hướng ngươi xuất thủ cướp đoạt, không liên quan gì đến ta. Vu thần hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện, thái nhất hoa mắt gù tai, thu ngươi làm đệ tử, nhưng ta có thể không hoa mắt gù tai. Ngươi một mực ở tại xá An Cung mà nói, không có người sẽ nghĩ đến cướp đi ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng tiểu tử này đột nhiên xuất hiện tại thiên cảnh khư. Ngươi là muốn lấy chính mình làm mồi nhử, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Hứa ứng trợn mắt hốc mồm, phu thần ánh mắt chấp động, người cái này tính toán hoàn toàn chính xác rất tốt. Chính ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào, dù sao tất cả mọi người nghĩ đến bắt sống ngươi, e sợ cho ngươi chết, không chiếm được đạo chủ cấp công pháp. Ngươi chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, liền có thể để cho ta bị ngạn bất hủ tử thương thảm trọng. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, thật độc ác kế sách. Hứa ứng tranh luận nói, ta sở dĩ tiến về thiên cảnh khư, là muốn. Ngươi là muốn lấy thiên cảnh khư làm đột phá khẩu, để cuộc động loạn này trước từ thiên cảnh khư bộc phát. chương 1357, phu thần tiếp tục nói, người biết hư hoàng các loại phản tặc đã không kiên trì được bao lâu, cho nên muốn ra cái này không cần tốn nhiều sức diệt trừ ta bị ngạn bất hủ âm độc chủ ý. Hắn càng nói sát khí càng nặng, hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, những người khác sẽ xem ở đại đạo chủ công pháp trên mặt mũi, sẽ không đối với hứa ứng thống hạ sát thủ, mà vô thần khác biệt. Vô thần tâm ngoan thủ lạt, cho là hứa ứng cùng hạo dập một dạng, cũng là một cái lòng mang ý đổ xấu phản tặc, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ tự tay xử lý hứa ứng. Vô thần lạnh lùng nói, những ngày thánh tộc mới, đều nên hết thảy giết chết. Chỉ có bảo trì bỉ ngạn thánh tộc huyết thống thuần khiết, mới có thể để cho bỉ ngạn cường thịnh không suy. Ánh mắt của hắn rơi trên người hứa ứng, hứa ứng mỉm cười nói, đại đạo quân hoa mắt gù tai nhưng cũng may đạo quân không có ta có thể đem huyền hoàng đạo giới kinh truyền thụ cho ngươi. Đạo quân tu công pháp này, tất nhiên có thể trở thành đại đạo chủ. Đến lúc đó, đại đạo chủ lo gì không thể để cho bỉ ngạn trường thịnh không suy. Vu thần ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đang suy tư đến cùng là giết chết hứa ứng xong hết mọi chuyện, hay là học được huyền hoàng đạo giới kinh đằng sau lại giết chết hứa ứng xong hết mọi chuyện. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên, Thúy Nham lâu thuyền kịch liệt chấn động, lái vào một mảnh sát trận bên trong. Từng kiện uy lực vô cùng lớn pháp bảo như là tinh thần, bồng bềnh ở trong hư không, tạo thành khác biệt sát trận, gọi cửu cung vô thưởng sát kiếp. Bố trí xuống trận này chính là khánh tái đạo quân, hiển nhiên cũng là vì huyền hoàng đạo giới kinh mà tới. Phu thần đạo quân vươn người đứng dậy, giết vào cửu cung vô thượng sát kiếp bên trong, trầm giọng nói, hứa ứng, ta trước hết giết ra một con đường, các người thừa cơ xông ra sát trận. Hắn thôi động cự trùy, đại khai đại hợp, đại trùy khi thì trong tay hắn bộc phát ra vô lượng uy năng, khi thì bay ra, đạp nát nơi xa bảy trận pháp bảo, dẹp yên bốn phía trận thế. Đột nhiên, phù thần đạo quân một chùy ném ra, rầm rầm rầm, đem phía trước sát trận xuyên thủng, bốn phía pháp bảo nhau nhau bị chấn động đến vỡ ra. Hứa ứng thấy thế, lập tức thôi động lâu thuyền từ đầu thông đạo này phóng ra ngoài. Cái kia cửu cung vô thượng sát kiếp vô cùng lợi hại, rất nhanh trận pháp lại ngăn cản vu thần đường đi, đem vu thần cuốn vào trong trận. Khánh tái đạo quân, tu luyện là kiếp vận đại đạo hứa ứng hai mắt tỏa sáng, hô hấp có chút gấp rút. Trường Tôn Thánh Hải nói cho hắn biết chín loại cao cấp nhất đại đạo, thái nhất, hỗn độn, hồng mông, luân hồi, vô cực, nhân quả, tịch diệt, kiếp vận, sát phạt. Kiếp vận chính là một trong số đó. Khánh tái đạo quân tu luyện, chính là kiếp vận đại đạo. Nơi đây không thể ở lâu, hứa ứng cứ việc đối kiếp vận đại đạo cực kỳ sốt ruột, nhưng cũng biết nếu người không đi liền lại khó chạy thoát, lúc này thu hồi Thúy Nham lâu thuyền, cùng phế vật thanh huyền phi tốc rời đi. Thúy Nham lâu thuyền tốc độ không bằng tốc độ của hai người, rất nhanh hai người liền đem vô thần đạo quân, khánh tái đạo quân xa xa dứt bỏ. Lúc này, phía trước tinh không trở nên sáng lên, trong tinh không lại có núi có nước, tiên sơn treo ngược, tựa như một mảnh tiên cảnh. Tiếp lấy bọn hắn bốn phía cũng biến thành sáng lên, trong tinh không xuất hiện từng tòa tiên sơn, những tiên sơn này dần dần sáng lên, giống như là trong tinh không tinh thần, nhưng sắc thái muốn so tinh thần càng thêm lộng lẫy nơi này khắp nơi tràn ngập một loại cực kỳ cao đẳng đại đạo khí tức là Thái Anh Đại Đạo. Hứa Ứng trong lòng cảm giác nặng nề, trầm giọng nói Thái Anh Động Nguyên. Phế vật Thanh Huyền nhìn về phía phía trước, nhưng gặp tinh không đâu chỉ trăm triệu dặm, so toàn bộ địa tiên giới còn muốn khổng lồ, chỗ nào giống như là Động Nguyên. Đây là đạo quân Động Nguyên, thu hoạch đại thiên vũ trụ đạo quân, nó Động Nguyên bao la đến thực sự khó có thể tưởng tượng. Hứa Ứng nói chúng ta nhìn thấy tòa Động Nguyên này, liền cho thấy chúng ta đã đi vào trong Động Nguyên không biết là vị nào đạo quân xuất thủ, để cho chúng ta ngộ nhập hắn động uyên. Làm sao rời đi, phế vật thanh huyền dò hỏi, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bốn phía thời không kịch liệt dung chuyển, để bọn hắn thân hình bất ổn, hướng cùng một cái phương hướng rơi xuống. Tầm mắt của bọn họ hai bên, san sát tiên sơn gào thét mà qua, nhoáng một cái chính là trăm triệu dặm, dọa người không gì sánh được. Hứa ứng cùng phế vật thanh huyền riêng phần mình ý độ ổn định thân hình, nhưng mà căn bản là không có cách ổn định, Thân hình hay là không ngừng rơi xuống. Lúc này bọn hắn đột nhiên ngã xuống một mảnh chất keo vật chất bên trong, tốc độ thật to chậm lại. Vị này đạo quân muốn đem chúng ta đưa đến vũ trụ khác giấu đi. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, cái này tu luyện Thái Anh Đại Đạo đạo quân, nhất định là cảm thấy không cách nào tại quần hùng vây quanh tình huống dưới một mình đạt được Huyền Hoàng Đạo giới kinh, cho nên động đem bọn hắn đưa đến vũ trụ khác tâm tư. Đến lúc đó, Hứa Ứng liền biến thành cá nhân hắn vật trong bàn tay, lại không cách nào đào thoát chất keo vật chất, bắt đầu từ động nguyên tiến vào một vũ trụ khác muốn xuyên qua vật chất, loại vật chất kỳ dị này giống như là hổ phách chất keo, tu sĩ tiến vào bên trong, liền sẽ bị dính chặt, càng là xâm nhập, tính dính càng mạnh, tốc độ càng chậm. Nhất là bất hủ tồn tại bực này, tiến vào bên trong tính dính mạnh hơn, khó mà rời đi. Bất quá tu luyện thái anh đại đạo vị kia đạo quân tu vi quả thực hùng hồn, pháp lực không ngừng vào tới, đè xuống hứa ứng cùng phế vật thanh huyền, đem hai người hướng một vũ trụ khác lấp đầy. Cùng một thời gian, một vị nữ tử cầm trong tay thanh quang chiếu ngày dù, ngay tại trong tinh không đi bộ nhàn nhã, hướng bỉ ngạn đi đến, đột nhiên thân thể khôi ngô vu thần đạo quân đi tới, ha ha cười nói, nguyên lai là tú tuệ tiên cô nương. Tuệ tiên, người muốn đem hai người kia giấu đến nơi nào đi? Tú tuệ tiên kinh ngạc nói, vu thần đạo huynh cứ gì nói ra lời ấy. Ta phụng mệnh trinh phạt phản tặc hư hoàng, gặp phải thất bại, đang định về đạo kỳ thiên phục mệnh, cái gì giấu người? vu thần đạo quân không nói thêm gì nữa tế lên cự trùy hung hăng đập tới tú tuệ tiên sắc mặt kịch biến không cần nghĩ ngợi xuất thủ ngăn cản đột nhiên răng rác một tiếng vu thần đạo quân một bàn tay nhô ra bắt bỏ vào nàng động uyên động uyên nội bộ hứa ứng cùng phế vật thanh huyền đột nhiên chỉ nghe tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến liền gặp một cái đại thủ xa xa dò tới xâm nhập thái anh động uyên bắt bỏ vào chất keo vật chất bên trong đem hai người mò lên vu thần tên này chiến lực thực sự quá cao đây là tú tuệ tiên hứa ứng bọn người cộng đồng suy nghĩ vu thần đạo quân xét ra hứa ứng bàn tay nhẹ nhàng chấn động hai người liền từ bay ra nghênh tiếp tú tuệ tiên công kích hứa ứng cùng phế vật thanh huyền vội vàng bay tới đằng trước tránh ra thật xa bọn hắn bỗng nhiên chỉ gặp tinh không vặn vẹo lại có đạo quân xuất thủ ý đồ đem bọn hắn bắt nhưng vào lúc này vu thần đạo quân cự trùy bay tới đánh nát vặn vẹo tinh không cười lạnh nói cố đạo thiền người cũng tới cướp ta công pháp hứa ứng cùng phế vật thanh huyền tăng thêm tốc độ, không ngừng trốn chạy, dần dần tiếp cận bỉ ngạn, nhưng mà bốn phía địa lý cực khác, hồn nhiên không phải hắn quen thuộc địa phương. Hậu phương, vu thần đạo quân cùng từng tôn đạo quân, chân vương chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt. Lúc này, chu tiên tàn kiếm từ hứa ứng võ đạo động nguyên bên trong bay ra, phá không mà đi. Kiếm ra, hứa ứng vội vàng đuổi theo, phế vật thanh huyền thấy thế, vội vàng đuổi theo chỉ gặp chu tiên tàn kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh bốn phía hiện ra từng tòa động uyên, để nó hóa thành một đạo màu xanh biếc hàn quang, thậm chí đem hứa ứng, phế vật thanh huyền xa xa để qua phía sau. Hỗn độn hải bến đỏ, một chiếc thúy nham lâu thuyền chậm rãi lái vào bến đỏ, Trường tôn thánh hải đứng ở đầu thuyền, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn sát khí, hắn kinh ngạc nói, chương 1358, sát phạt hiến tế. Trường Tôn Thánh Hải tại linh giới truyền đạo mấy chục năm, đem tả liễn đạo chủ truyền thụ cho hắn tuyệt học, truyền cho linh giới tu sĩ, Thẳng đến linh giới hiện ra rất nhiều tiên nhân, truyền thừa ổn định đằng sau, hắn lúc này mới rời đi linh giới. Đạo lữ của hắn doãn nhiều cũng không theo hắn cùng rời đi, mà là lưu tại linh giới làm đạo tổ. Linh giới tài nguyên mặc dù không bằng Bỉ Ngạn như vậy phong phú, nhưng ở linh giới những tài nguyên này nhưng vẫn là vật vô chủ, lưu tại linh giới, ngược lại so lưu tại Bỉ Ngạn có càng lớn khả năng. Doãn nhiều bởi vậy khuyên trưởng tôn Thánh Hải lưu lại, nhưng trưởng tôn Thánh Hải có chính mình khát vọng, bởi vậy hay là quyết định rời đi hứa ứng cho hắn lưu lại một chiếc thúy nham lâu thuyền bất quá trên lâu thuyền lạc ấn đã hóa thành đạo hôi đổi lại người khác khả năng không thể làm gì nhưng là hắn sớm đã đem trên lâu thuyền lạc ấn nghiên cứu triệt đề hắn một lần nữa vẽ bên trên lạc ấn lúc này mới có thể lái ra hỗn độn hải trở lại bỉ ngạn những người khác căn bản chưa từng cảm ứng được cái gọi là sát khí mà trưởng tôn thánh hải tu luyện sát phạt chi đạo rất bén nhạy cảm thấy được cỗ sát khí này chẳng lẽ sư tôn muốn thức tỉnh trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần hứa ứng cùng phế vật thanh huyền một đường phi nhanh truy tìm chu tiên tàn kiếm đi vào một mảnh nơi lạ lẫm nơi này sơn nhạc xâm nhiên như kiếm mâu san sát ngọn núi không biết duyên cớ gì trở nên cực kỳ mỏng manh từng khối cự thạch sơn ngọn núi ngổn ngang lộn xộn như là loạn kiếm cắm trên mặt đất một cỗ buồn bực nặng nề túc sát chi khí tràn ngập ở trong thiên địa nơi này thiên địa đại đạo bày biện ra một loại quỷ dị phá toái trạng thái các loại đại đạo đạo lực phảng phất bị thứ gì đánh nát trở nên thưa thất tán loạn lại tới đây Hứa ứng cùng phế vật thanh huyền cũng cảm thấy da thịt của mình có nhói nhói cảm giác, thể nội các loại đại đạo đạo lực trở nên có chút yếu ớt. Phế vật thanh huyền đưa tay, thần thông hiển hóa ra một cái hỏa phượng hoàng, vỗ cánh bay lượt, nhưng sau một khắc hình thành hỏa phượng hoàng đạo lực liền tại mảnh đất kỳ dị này bên trong tan giã, dần dần tiêu tán. Sinh mệnh, chỉ là một trận ngoài ý muốn, túc sát mới là vũ trụ vĩnh hằng. Phế vật thanh huyền nói, hứa đạo tổ, nơi này túc sát chi khí, có thể mẫn diệt hết thảy đại đạo có được mạnh như vậy sát khí, ta trước đây chưa từng gặp. Hứa ứng lắc đầu nói, người có lẽ gặp qua, phế vật thanh huyền nao nao, lập tức tỉnh ngộ hắn chỉ là ai, người nói là, chế tạo những này, là thông thiên kiếm chủ. Thông thiên kiếm chủ tại địa tiên giới trong lịch sử, một mực là một cái có rất ít người nguyện ý đề cập nhân vật, hắn chu tiên kiếm tán phát sát khí, hình thành một cái không người muốn ý bước chân cấm khu, hắn trong bích du cung có một ít ở lại nơi đó luyện kiếm người, nhưng cũng không phải là truyền nhân của hắn dấu chân của hắn thậm chí kéo dài đến vũ trụ biên thùy, đi qua nguyên giới hải cốt, tiếp qua nơi đó di tích chi chủ. Nhưng là sự tích của hắn lại không người biết được, phế vật thanh huyền trần chờ năm đó thanh huyền, thánh tôn vì diệt trừ tân đạo hết thảy trở ngại, còn từng giết tới bích du cung, đem chu tiên kiếm đánh cho tàn phế, cũng coi như có chỗ nguồn gốc. Chỉ là cái này nguồn gốc cũng không phải là thiện duyên. Phía trước giữa thiên biệt túc sát chi khí càng lúc càng nồng nặc, càng phát ra khủng bố, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân đại đạo vận chuyển. Hứa ứng đột nhiên phát giác được, loại này sát phạt chi đạo, thậm chí ngay cả hắn võ đạo cũng bị ảnh hưởng, có chặt đứt võ đạo xu thế. Chẳng lẽ nơi này thật là thông thiên kiếm chủ nơi nghỉ lại? Trong lòng của hắn cũng kinh nghi bất định, thông thiên kiếm chủ tại bỉ ngạn, được xưng thông thiên đạo nhân, là bỉ ngạn cấm kỵ một trong, hứa ứng gặp phải đại bộ phận bất hủ, chân vương, thậm chí cũng không nguyện ý nhắc lên danh hào của hắn. Đối với vị đạo nhân này, tất cả mọi người giữ kín như bưng, chỉ là hứa ứng từ trong đôi câu vài lời hay là hiểu rõ đến, năm đó thông thiên đạo nhân tại Bỉ Ngạn đã từng chế tạo qua mấy trận cực kỳ huyết tinh giết chóc. Nâng lên tục danh của hắn, đủ để cho trẻ em dừng khóc. Chỉ là, Bỉ Ngạn cường giả như vậy đông đảo, lại có đạo chủ tỏa chấn, làm sao lại dễ dàng tha thứ thông thiên kiếm chủ tiêu sao đến nay. Lấy đạo chủ thực lực, chu sát thông thiên kiếm chủ không khó lắm. Hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên trên bầu trời tiếng sấm đại độc, một tôn tu trì lôi đình đại đạo bất hủ từ trên trời giáng xuống, lập tức ức vạn đạo lôi đình bốn phương tám hướng bộc phát, quét sạch bốn phía hết thảy, đem mảnh này túc sát chi địa hóa thành một mảnh lôi trì. Tôn kia bất hủ một tiếng ầm vang giáng lâm, ngăn cản tại hứa ứng cùng phế vật thanh huyền phía trước. Hắn lập tức cảm giác được chính mình lôi trì phảng phất bị một loại nào đó áp chế, không ngừng thu nhỏ, lôi đình đại đạo cũng đang không ngừng vỡ vụn. Bất quá hắn thực lực tu vi thực sự cường hoành vô biên, đối với điểm ấy hao tổn lơ đánh, lấy tay chộp tới, nói, hứa ứng, giao ra huyền hoàng đạo giới kinh. Bao phủ bốn phía lôi chỉ đột nhiên hóa thành một cái đại đạo chi thủ, hướng hứa ứng cùng phế vật thanh huyền chụp tới. Tôn này bất hủ cứ việc không phải chân vương, chỉ là một tôn phổ thông bất hủ cảnh tồn tại, nhưng sau đầu động nguyên không gì sánh được sáng tỏ, to to nhỏ nhỏ lôi chỉ động nguyên đến hàng vạn mà tính, giấu ở trong hắc ám, để pháp lực của hắn chi hùng hồn, hơn xa phế vật thanh huyền bực này bất hủ. Thu hoạch đại thiên vũ trụ, có thể vì hắn mang đến hơn 10 lần trên tu vi tăng lên. Hứa ứng không cần nghĩ ngợi, thôi động võ cực chứng đạo, trong khoảnh khắc hóa thành hỗn độn hỗn thiên thủ nghinh tiếp vị này bất hủ lôi đình đại đạo biến thành lôi đình bàn tay. Hai người pháp lực trong khoảnh khắc bộc phát, thần thông hướng bốn phía bành trướng, lập tức bị bốn phía san sát núi đá cắt ra. Hai người bọn họ thần thông là bực nào bá đạo, một cái là đại đạo đẳng thân thân giữ đạo đồng bất hủ, một cái là hỗn độn đại đạo cơ hồ tu luyện tới bất hủ cảnh tồn tại, thần thông cương mãnh vô song nhưng là hai người thần thông lại bị những ngày núi đá tùy tiện cắt ra không có đối với bốn phía tạo thành bất luận cái gì phá hư hứa ứng cùng vị kia bất hủ riêng phần mình bị lực lượng của đối phương chấn động đến lui lại lập tức xông lên phía trước riêng phần mình thi triển thần thông lấy nhanh đánh nhanh vị kia bất hủ đại đạo ngang tâm niệm vừa động chính là thần thông giơ tay nhấc chân chính là đạo uy bộc phát mà hứa ứng võ đạo tu luyện tới cực cảnh các loại thần thông cũng là thu phát một lòng mau lẹ mà bá đạo trong khoảnh khắc hai người bọn họ chính là trăm ngàn đạo thần thông đi qua, vị kia bất hủ không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, trong lòng nôn nóng, đây chính là đạo chủ cấp công pháp diệu dụng. Đột nhiên, hai người chú ý tới bốn phía như kiếm bản sơn nhạc từng cái phát ra quang mang, phảng phất hấp thu bọn hắn trong thần thông đạo lực. Không tốt, phế vật thanh huyền cũng nhìn ra không ổn, vội vàng cao giọng nói, mau tránh. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền gặp cái kia từng tòa dãy núi đột nhiên phóng thích năng lượng, trong khoảnh khắc, nghìn vạn đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, tại giữa rừng núi sen kẽ giao thoa, tựa như một mảnh uy năng minh mông kiếm trận. Hứa ứng thân hình lóe lên, tại kiếm trận chưa hình thành thời điểm liền hướng phế vật thanh huyền vào tới, quát đi theo ta. Hắn mang theo phế vật thanh huyền tại như đại dương trong kiếm trận ghé qua, rất mau tới đến kiếm trận trận nhãn, kiếm trận uy lực bộc phát, huy hoàng kiếm quang bao phủ hết thảy. Hứa ứng cùng phế vật thanh huyền tê cả ra đầu, những này sơn nhạc hấp thu hứa ứng cùng cái kia sức mạnh bất hủ, uy lực vậy mà kinh khủng như thế, sau hứa ứng bố trí chu tiên kiếm trận uy lực còn cường hãn hơn gấp trăm lần, không phải kiếm đạo, cái này xác thực không phải kiếm đạo. hứa ứng kinh nghi bất định, hắn vốn cho là thông thiên đạo nhân tu luyện là kiếm đạo, nhất là đạt được chu tiên tàn kiếm sau khi tán thành, càng thêm chắc chắn suy đoán này. nhưng là gặp được trưởng tôn thánh hải đằng sau, mới biết được sát phạt chi đạo. bây giờ nhìn thấy những này núi đá bộc phát kiếm trận trị uy, hắn mới rõ ràng cảm thấy được kiếm đạo chỉ là biểu tượng sát phạt chi đạo mới là thông thiên đạo nhân chân chính tu trì đại đạo. Loại kia vô thượng túc sát chi khí, có diệt đạo giống như kinh khủng ý chí, tuyệt không phải kiếm đạo có khả năng bằng được. Hứa ứng quan sát một lát, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, kiếm trận này vận chuyển bên trong, tựa hồ ẩn chứa sát phạt chi đạo vận hành chi diệu. Hắn nguyên bản liền cùng Chu Tiên Tàn Kiếm cực kỳ hữu duyên, kiếm đạo của hắn thiên phú cực cao, trước kia quan sát Chu Tiên Tàn Kiếm, liền lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý, về sau đạt được tàn kiếm tán thành, nhìn thấy thông thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận, liền trực tiếp lĩnh ngộ ra kiếm trận biến hóa chi diệu. Giờ phút này, hắn từ trong kiếm trận nhìn ra sát phạt chi đạo ảo diệu, cũng là nước chảy thành sông. Trong kiếm trận truyền đến tôn kia lôi đình chứng đạo bất hủ tiếng giống giận dữ, vị kia bất hủ dốc hết có khả năng, cùng kiếm trận đối kháng, lôi đình đạo âm đinh tai nhức óc, lại có một loại tại trong tuyệt cảnh sáng tạo vạn vật sáng tạo sinh mệnh tư thế. Người này lôi đình đại đạo, vậy mà như thế cao minh. Hứa ứng ngóng nhìn, không khỏi động dung, nhưng lập tức lại bị sát phạt chi đạo ảo diệu hấp dẫn, thể nội sát khí tràn đầy khuấy động, hận không thể lập tức giết mấy người đến luyện tay một chút. chương 1359, đúng lúc này, kiếm trận uy năng hao hết, bình ổn lại. Bốn phía dãy núi xâm nhiên mà đứng, giống nhau lúc trước, rời rạc ở trong thiên địa sát phạt chi khí cũng thời gian dần qua bình thản xuống. Hứa ứng thể nội khuấy động sát phạt chi khí cũng dần dần bình phục lại, cùng phế vật thanh huyền đứng ở trong mắt trận, hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp tôn kia chứng đạo lôi đình bất hủ giả đứng tại chỗ, bốn đầu tám tay, cầm trong tay dù, dìu, đục, kính các loại pháp bảo, uy phong lẫm liệt. Ánh mắt của hắn hướng hứa ứng quét tới, thanh âm ầm ầm chấn động, thông thiên đạo nhân còn sót lại sát phạt chi đạo, thật có thể chu bất hủ, có thể diệt đại đạo. Ta không tin, tôn kia bất hủ giả thân thể đột nhiên run rẩy một chút, tiếp lấy trong tay các loại pháp bảo rầm rầm phá toái, lập tức cả người giống như là bị cắt thành vô số khối vụn, rất nhỏ không gì sánh được, như vậy nổ tung, tản mát ở trong thiên địa. Hắn không tin sát phạt chi đạo có thể diệt đi hắn Lôi Đình Đại Đạo, nhưng mà tự thân lại tại trong kiếm trận hóa thành bột mịn. Hứa Ứng cùng Phế Vật Thanh Huyền trong lòng chấn kinh vạn phần, nhẹ nhàng nâng tay, đụng chạm đến rời rạc ở trong không khí Lôi Đình Đại Đạo mảnh vỡ. Lôi Đình Đại Đạo vẫn tồn tại như cũ, chỉ là chết rồi. Đại Đạo đằng thân, thân giữ đạo đồng bất hủ, cũng không phải là thật bất hủ. Phế Vật Thanh Huyền dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, chúng ta hay là sẽ chết. Hứa ứng đột nhiên phát giác được mặt khác bất hủ giả giao phong tán phát ba động, lập tức hướng về phía trước tiến đến, phi tốc nói, nơi đây cực kỳ hung hiểm, nếu như có người giao thủ, chỉ sợ sẽ phát động càng lớn sát phạt chi uy. Đi mau, phế vật thanh huyền vội vàng đuổi theo hắn, hai người nhanh như điện chấp, lần theo chu tiên tản kiếm rời đi phương hướng tiến đến. Một bên khác, phu thần đạo quân cùng cố đạo thiền, tú tuệ tiên hai vị đạo quân dáng lâm đến từng tòa trong kiếm sơn. Phu thần đạo quân thân thể hùng tráng, mà hai vị kia đạo quân chỉ là hai vị nữ tử, dáng người phiêu giật, riêng phần mình chân đạp một tòa kiếm sơn đỉnh núi. Nơi này là, phu thần đạo quân nhìn quanh một tuần, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên biết nơi này là chỗ nào. Năm đó thông thiên đạo nhân ở chỗ này trùng kích đạo chủ cảnh, bị hoa đạo chủ ám toán, chết bởi nơi đây. Hắn sát phạt chi đạo vỡ vụn ở đây, liền tạo thành một mảnh cấm khu. Phu thần đạo quân trầm giọng nói, ở chỗ này động thủ, liền xem như người ta, cũng khó có thể bảo toàn tự thân hai vị đạo hiếu nhất định phải tranh đoạt huyền hoàng đạo giới kinh a hắn quyết đấu nhiều vị đạo quân trên thân nhiều chỗ đạo thương thương thế có chút nghiêm trọng nhưng ở trên khí thế vẫn tại cố đạo thiền cùng tú tuệ tiên phía trên nhưng hắn biết trừ hai người này bên ngoài còn có mặt khác đạo quân cũng đang ngó chừng hứa ứng ý đồ cướp đoạt huyền hoàng đạo giới kinh nếu như thời gian kéo dài quá lâu chỉ sợ hứa ứng tại phụ cận tin tức sẽ truyền đến mặt khác ba vị đại đạo quân trong tai khi đó phu thần đạo quân cũng chỉ có nuốt hận thu chàng phần. Đang kinh động đại đạo quân trước đó cướp đoạt huyền hoàng đạo giới kinh, cực kỳ trọng yếu. Cố đạo thiền cười nói, phu thần, huyền hoàng chứng đạo kinh cũng không phải là người tài sản riêng, người người đều có thể có được, giao ra hứa ứng, mọi người chia đều. Phu thần đạo quân mắt lộ ra hung quang, cười ha ha nói, người người đều có một phần huyền hoàng đạo giới kinh, như vậy đạo chủ cấp công pháp hay là đạo chủ cấp công pháp A? Tạo nên nhiều như vậy đạo chủ, tài nguyên làm sao chia? ta bị ngạn tam đại đạo chủ, dựa vào đại thiên vũ trụ nuôi, thêm một cái đạo chủ, tam đại đạo chủ liền muốn đem riêng phần mình tới tay tài nguyên phân ra một phần tới. Người đem đạo chủ cấp công pháp lan rộng ra ngoài, tam đại đạo chủ muốn phân ra bao nhiêu phần tài nguyên. Hai nữ cùng nhau đánh tới, cố đạo thiền cười lạnh nói, như vậy thì không tất yếu nói nhiều. Lòng bàn tay xem hư thực, tú tuệ tiên cười nói, ta ngược lại muốn xem xem thánh tộc là có hay không như theo như đồn đại cường đại như vậy ba người tại kiếm sơn ở giữa chém giết, các loại đạo pháp khuấy động bành trướng, nhưng gặp dãy núi dần dần sáng lên, so vừa mới hứa ứng trận chiến kia còn muốn sáng tỏ, thậm chí ngay cả xa xôi chỗ hứa ứng cũng phát giác được sát phạt chi đạo trở nên dị thường hoạt bát. Sát phạt chi đạo tại hiến tế, hứa ứng cùng phế vật thanh huyền đột nhiên tỉnh ngộ, hai người liếc nhau, phế vật thanh huyền nói, hứa đạo tổ. Nơi đây sát phạt chi đạo có thể là cần một chút người thành đạo đến hiến tế, tỉnh lại sát phạt chi đạo. Hứa ứng gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác giống như là một loại nào đó tà ác yên tế. Nhưng vào lúc này, sát phạt chi đạo lại lần nữa bộc phát, vô số kiếm quang phun trào, đem nơi đó bao phủ. Hứa ứng dừng bước lại, từ xa nhìn lại, lại bị sát phạt chi đạo hấp dẫn, thể nội sát phạt chi khí dục dịch. Phế vật thanh huyền bất đắc dĩ, đành phải dừng bước lại. Chỉ gặp kiếm quang bộc phát chỗ, tựa như ngày tận thế tới đồng giặc, một phái mọi loại đại đạo chôn vùi cảnh tượng khủng bố. Mà ở mảnh này trong chiến trường, vu thần đạo quân thân ảnh như là cử thế vô song cự nhân, tại một mảnh minh mông bên trong ra sức hướng ra phía ngoài chém giết, lại một lần lại một lần bị đẩy vào mảnh kia tận thế bên trong. Mà tại tận thế bên trong, còn có hai bóng người, cũng đang ra sức giấy dụa tranh độ, ý đồ chạy trốn. Hai người nhìn xem một màn này, trong lòng sợ hãi, chăm miệng một lời, đây tuyệt đối là tà ác hiến tế. Hứa ứng quan sát sát trận vận hành, dần dần, tự thân sát phạt chi khí cùng thiên địa cấu kết, sát khí càng ngày càng dồi dào, đối với sát phạt chi đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Hắn tạo nghệ trên kiếm đạo, cũng tại hướng sát phạt chi đạo chuyển biến, như là đột kiếm, đang dần dần ma luyện suốt kiếm phong. Đột nhiên, sát phạt chi đạo dị động ngừng, kiếm quang toàn bộ biến mất. Vu thần cùng cố đạo thiền cùng tú tuệ tiên tam đại đạo quân giao phong chỗ bộc phát năng lượng, bị sát trận tiêu hao sạch sẽ. Cái kia hai cái hiểu điệu dáng người máu me khắp người, lảo đảo bay lên, ra sức đào thoát, chỉ là không thấy vu thần thân ảnh. Hứa ứng cùng phế vật thanh huyền nhìn quanh, đột nhiên chỉ gặp phu thần đạo quân cái kia khôi ngô không gì sánh được thân thể tự phá nát trong đại đạo chậm rãi đứng lên, sắc mặt âm trầm, hướng bên này đi tới. Hắn suýt nữa mất mạng tại kiếm trận uy lực phía dưới, tính tình dần dần táo bạo. Đột nhiên, hứa ứng cất cao giọng nói ta chính là hứa ứng, đại đạo chủ công pháp huyền hoàng đạo giới kinh liền trong tay ta, ta sẽ đem môn công pháp này khắc vào phụ cận trên vách đá dựng đứng. Nghĩ đến công pháp này, vậy liền tới lấy. Vu thần đạo quân giận tím mặt, kéo lấy thân thể trọng thương, ra sức vọt tới, như lôi đình hét to, hứa ứng, người tìm đường chết. Phế vật thanh huyền tỉnh ngộ, hứa đạo tổ, người muốn hiến tế. Hứa ứng nhìn về phía chạy tới vu thần đạo quân, ánh mắt chấp động, lắc đầu nói, hiến tế chỉ là tiện thể. Ta cảm ngộ sát phạt chi đạo, đã đến thời kỳ mấu chốt, có lẽ có thể mượn cơ hội này, lĩnh ngộ ra sát phạt chi đạo. Hắn xoay người lại, coi là thật tại trên vách đá khắc vẽ huyền hoàng đạo giới kinh phế vật thanh huyền trong lòng sợ hãi, vì môn này đạo chủ cấp công pháp, chỉ sợ nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Trận hiến tế này lấy bất hủ là chó dơm, tỉnh lại sát phạt đại đạo. chương 1360, mọi loại đại đạo, sát phạt đệ nhất. Phu thần đạo quân tăng thêm tốc độ vào tới bên này, còn chưa tiếp cận, xa xa liền thôi động cự trùy, hướng hứa ứng xa xa nện xuống. Hắn thẹn quá hóa giận, hiển nhiên ý thức được hứa ứng cử động lần này nguy hại. Tiểu tử này nếu là thật sự lưu lại đại đạo chủ công pháp, chỉ sợ đạo kỳ thiên bất hủ đều muốn bị hấp dẫn tới, tranh đoạt môn công pháp này. Khi đó, ba vị đại đạo quân xuất thủ, nơi nào có phần của ta. Hắn sát khí tỏa ra, huống chi, tiểu tử này lựa chọn ở chỗ này công khai đại đạo chủ công pháp, mục đích tuyệt đối không tinh khiết. Hắn là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, nếu ta không lấy được, như vậy ai cũng mơ tưởng được. Cự trùy kiêu uy năng quả thực khủng bố, bay xuống thời điểm, hứa ứng, phế vật thanh huyền bốn phía thời không lập tức trở nên không gì sánh được nện vững chắc có thể so với chất keo vật chất để cho người ta không thể động đậy mắt thấy hứa ứng cùng phế vật thanh huyền liền muốn táng thân tại dưới một chùy này đột nhiên chu thiên tụ xa tháp bay tới cùng cự trùy ẩm vang va chạm tế lên tụ tháp bằng cát chính là hồng tỷ đạo quân hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hứa ứng cùng vu thần không thả hắn lúc trước đánh lén vu thần ngược lại bị vu thần trọng thương thương thế của hắn so vô thần nghiêm trọng rất nhiều nhưng vô thần trên đường đi lại ninh chiến bản diễm khánh tái tú tuệ tiên các loại bất hủ thương thế càng ngày càng nặng bây giờ thực lực tu vi kém xa trước đây hai người pháp bảo đụng vào nhau tương xứng không tỷ đạo quân rơi vào hứa ứng trước người mở ra bàn tay chu thiên tụ sa tháp bay tới bồng bình tại trên lòng bàn tay của hắn cũng không tiếp xúc lòng bàn tay tòa tháp này là một tòa bạch tháp tháp cao chỉ có một thước sáu bảy phần lên xuống chìm nổi từng tầng từng tầng trong tháp đều có một đạo ngân hà tinh hệ, không biết là từ cái nào vũ trụ thu lấy ngân hà, luyện chế thành bảo. Phu thần, người không khỏi cũng quá hộ ăn, không tỷ đạo quân cười nói, lần này hứa đạo hữu dự định đem huyền hoàng đạo giới kinh đem ra công khai, đây là thiên đại hảo sự, tất cả mọi người lại bởi vậy được lợi. Người lại đủ kiều cản trở, tâm hắn đáng chết, phu thần đạo quân đi tới, lấy tay bắt lấy bay trở về cự truy, lạnh lùng nói, Hồng tỷ, người không biết kẻ này lòng lang giả thú, Hắn đem Huyền Hoàng Đạo giới kinh khắc vào nơi đây, chính là muốn chúng ta vì công này tự giết lẫn nhau. Không tỷ đạo quân tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất sự tình, cười ha ha tự giết lẫn nhau. Chỉ có ngươi Vu Thần tại giết người, không để cho bất luận kẻ nào đạt được đạo chủ cấp công pháp, ta không nhìn thấy người khác nào tại tự giết lẫn nhau. Vu Thần, ngươi chính là muốn nuốt một mình đạo chủ cấp công pháp, đừng lại kiếm cớ. Vu Thần đạo quân sát khí xâm nhiên, nói, đạo chủ cấp công pháp, ai không muốn độc chiếm? liền ngay cả tứ đại đạo quân vì một môn đạo chủ cấp công pháp cũng ngưu đồ thật lâu không tiếc quyết liệt tam đại đạo chủ sẽ không để cho trên đời này thêm ra rất nhiều vị đạo chủ người lấy được càng ít trở thành đạo chủ khả năng càng lớn người lấy được càng nhiều ngược lại càng là không ai có thể trở thành đạo chủ không tỷ đạo quân cười nói người nói đạo lý ta đều hiểu nhưng cũng tiếc chính là đạt được huyền hoàng đạo giới kinh người kia vì sao không có khả năng là ta hai người nói đến đây sát phạt nhất thời Hồng tỷ thôi động chu thiên tụ sa tháp, trong tháp từng đạo ngân hà bay ra, treo ở tháp bên trên, để bảo tháp uy lực tăng vọt, hướng phía dưới ép đi. Phu thần đạo quân trong tay cự trùy bay ra, nghênh chiến tụ tháp bằng cát, hai đại đạo quân thì chém giết gần người, tựa như cửu ra đồng dạng, riêng phần mình thi triển trí mạng thần thông hướng đối phương thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số ngôi sao tung bay, tinh hà phun trào, tựa như đi tới vô lượng tinh không, tinh thần so thế gian cắt bụi còn nhiều hơn, còn muốn dày đặc hai đại đạo quân đứng tại quần tinh ở giữa, giao phong thời điểm, quần tinh như cá bạc quay chung quanh bọn hắn bay múa. Lại có cự trùy từ ngân hà bên trong đằng không mà lên, chỗ đến, quần tinh phá diệt. Còn có màu trắng bảo tháp bay lên, chân áp tinh hà, điều động tinh lực, cùng cự trùy kia va chạm, không rơi vào thế hạ phong. Phu thần đạo quân dù sao cũng là bỉ ngạn chân thánh tộc, cũng không phải là thế giới khác di dân tới thánh tộc mới, nhục thể của hắn như cổ thần giống như trời sinh cường đại, dưới cận chiến, có thể nói đánh đâu thắng đó. Mà Hồng Tỷ mặc dù cũng là táng hóa hình thái, nhưng không phải chân chính thánh tộc, so với hắn liền muốn kém mấy phần, rất nhanh liền bị vu thần đạo quân đánh cho liên tục thổ huyết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một bóng người đánh tới, cắt vào chiến trường, thôi động khai thiên chi hỏa liền hướng hai người đồng thời đốt đi. Bàn diễm, người cũng nghĩ kiếm tiện nghi, vu thần cùng Hồng Tỷ giận tím mặt đồng thời hướng bàn diễm đạo quân công tới. Ba bên hỗn chiến, đột nhiên khánh tái đạo quân cưỡi vân liễn mà đến xa xa liền đem ngàn vạn pháp bảo tế lên lại muốn đem tất cả mọi người bao quát tại trong trận pháp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn ba người bọn họ riêng phần mình bị trọng thương trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào ngăn cản khánh tái đạo quân cửu cung vô thường sát kiếp nhưng mà khánh tái đạo quân còn chưa đắc thủ đột nhiên cố đạo thiền cùng tú tuệ tiên một trái một phải giáp công mà tới hai nữ đều xuất hiện một trường vân liễn chôn vùi trong liễn khánh tái đạo quân vội vàng tay phân tả hữu nghênh tiếp hai nữ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun máu phè phè, từ không trung ngã xuống. Cố đạo thiền cùng tú tuệ tiên con mắt lóe sáng tinh tinh, hướng phía dưới phóng đi, hai vị này nữ đạo quân rõ ràng là đạt thành hiệp nghị, cùng nhau xuất kích, muốn đem nơi đây tất cả cường địch một mẻ hốt gọn. Hai nữ vào tới, còn chưa giết vào chiến trường, đột nhiên hai vị chân vương đánh tới, ngăn trở hai người, không nói lời gì liền hướng các nàng thống hạ sát thủ.